Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 45. Vào lúc mười mấy người chuẩn bị liên thủ công kích một điểm, lúc này, Dương Diệp ở phía xa lại cười với vẻ đầy hung ác, cùng lúc đó, Chỉ Phong kiếm xuất hiện ở trên tay phải của hắn, tay trái cầm Thuấn Không kiếm, tay phải cầm Chỉ Phong kiếm, Dương Diệp chợt vung tay phải lên, tiếp theo, tay trái cũng chợt vung lên, bên trong kiếm vực phía xa, đầu của 10 đoàn trưởng quân đoàn lớn lặng lẽ bay ra ngoài. Đám người bên trong kiếm vực chợt biến sắc. Dương Diệp lại vung hai kiếm lên, trong kiếm vực lại có đầu của một cường giả bay ra ngoài. Hai thanh kiếm này của hắn đều là đạo khí, mọi người dựa lưng vào nhau, viện trợ cho đối phương. Các chủ ám lâu hoảng hốt nói. Nghe vậy, mọi người còn lại không hề do dự, vội vàng đoàn kết với nhau. Đúng lúc này, đồng tử của lâu chủ ảnh lâu đột nhiên co lại, bởi vì một mũi kiếm đã xuất hiện ở mi tâm của hắn. Hắn vừa định tránh ra, nhưng lại cảm giác xung quanh tự nhiên dừng lại. Điều này làm lâu chủ ảnh lâu kinh hãi gần chết. Vào lúc thời khắc mấu chốt này, một thanh đoàn đao đập vào mũi nhọn của thanh kiếm kia làm mũi kiếm lập tức bị lệch đi. Lâu chủ ám lâu thu hồi đoàn kiếm, mắt hắn nhìn Dương Diệp phía xa và trầm giọng nói. Kiếm của hắn rất kỳ lạ, chúng ta phải cẩn thận. Ảnh lâu hít sâu một hơi, nói. Chúng ta không thể lại bị động tiếp tục như vậy nữa. Phải phá hỏng kiếm vực này, nếu không chúng ta sớm muộn sẽ bị hắn chơi chết. Mọi người cùng liên thủ phá nó. Lâu chủ ảnh lâu trầm giọng nói. Mọi người khẽ gật đầu và chuẩn bị liên thủ công kích một điểm, nhưng vào lúc này, lực lượng của vực vẫn trói buộc trên người mọi người tự nhiên lại buông lỏng rồi biến mất. Mọi người kinh ngạc, chẳng lẽ Dương Diệp thu kiếm vực lại sao? Không tốt. Đúng lúc này, các chủ ám lâu hoảng hốt kêu lên. Mọi người nhìn về phía Dương Diệp, chỉ thấy ở trước mặt Dương Diệp có một thanh kiếm lớn được tập hợp bởi các linh vật thiên địa tổ. Mặc dù còn chưa có nhìn thấy được uy lực của thanh kiếm lớn này, nhưng trực giác nói cho mọi người biết, nó tuyệt đối khủng khiếp đến cực điểm. Trong giây lát, mọi người giống như gặp phải kẻ địch lớn. Cẩn thận, tất cả tránh mau. Lúc này, La Tuấn giận dữ hét lớn. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy được uy lực của một kiếm này. Ngay cả phòng ngự khủng khiếp của long tộc kia cũng bị một kiếm này phá được bảo vệ long thần, đám thuộc hạ của hắn sao có thể chống đỡ được một kiếm này chứ? Đã muộn rồi. Trên gương mặt tái nhợt của Dương Diệp hiện lên sự hung ác, dưới sự khống chế của hắn, thanh kiếm lớn trước mặt đã bắn ra với tốc độ nhanh như điện chớp, lập tức lao tới trước mặt đám người các chủ ám lâu. Sắc mặt mọi người biến đổi, ám lâu các chủ vội vàng quát lên. Chúng ta không trốn kịp đâu. Mọi người cùng nhau điên thủ đối đầu. Sau khi nói xong, hắn đánh ra một trường, thi triển ra lồng giam không gian. Mọi người tiền vội vàng gật đầu và đồng loạt thi triển ra lồng giam không gian. Hơn 10 cường giả siêu cấp thi triển ra lồng giam không gian chồng vào một chỗ, thanh kiếm lớn kia lập tức bị dừng tại ở giữa không trung, bức tường không gian vây quanh thanh kiếm lớn rất vững chắc, làm cho nó không thể dịch chuyển được. Mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt Dương Diệp lại trầm xuống, hắn muốn vừa thi triển kiếm vực vừa thi triển một kiếm thiên địa này, nhưng bất kể là thi triển kiếm vực hay một kiếm thiên địa này đều quá tiêu hao huyền khí. Cho dù hắn có đá năng lượng siêu phẩm, cũng còn xa mới đủ để đồng thời thi triển cả hai. Chết đi! Đúng lúc này, cơ thể lâu chủ ám lâu đã di chuyển tới trước mặt Dương Diệp, một thanh đoản đao mang theo từng tia sáng lạnh phóng về phía Dương Diệp. Đám người còn lại cũng lao nhanh về phía Dương Diệp. Đây chính là thời điểm tốt nhất để giết chết Dương Diệp, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Dương Diệp cười lạnh và vung tay phải lên, 12 vệ sĩ mặc áo giáp màu vàng đã xuất hiện, lập tức bao vây lâu chủ ám lâu vào trong, lâu chủ ám lâu biến sắc, vừa muốn lùi lại. Nhưng ngay vào lúc này, một bóng người lại hiện lên. Tiếp theo, lâu chủ ám lâu trợn tròn hai mắt, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc không tưởng tượng nổi. Dần dần, ngực hắn tràn ra máu tươi. Giày tốt. Dương Diệp nhìn chiếc giày trên chân, sau đó vung tay phải lên. Thi thể của lâu chủ ám lâu bị hắn thu vào không gian trong vỏ kiếm cổ. Tiếp theo, Dương Diệp nhìn về phía tên huyền giả thứ hai có cảnh giới tôn giả cửu phẩm, khóe miệng Dương Diệp cong lên, nở nụ cười dữ tợn, chân phải hắn chợt đạp một cái, người lập tức biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở phía sau tên cường giả cảnh giới tôn giả. Cùng lúc đó, tên kia chậm rãi ngã xuống. Nhìn Dương Diệp gọi ra 12 vệ sĩ áo giáp vàng và giết chết 20 đoàn trưởng của đại quân đoàn trong tích tắc, vẻ mặt của La Tuấn cùng 12 tên cường giả cảnh giới tôn giả còn lại trầm xuống.
không cần để ý tới 12 quái vật áo giáp vàng này, cứ giết Dương Diệp trước đã. Lâu chủ ảnh lâu hét to một tiếng và thò tay nắm chặt lấy Dương Diệp, thi triển ra lồng giam không gian. Cùng lúc đó, 12 cường giả còn lại cũng nắm chặt Dương Diệp. Lồng giam không gian. Không gian xung quanh Dương Diệp lập tức đông cứng lại, cơ thể của Dương Diệp vừa cử động lại bị cố định. Chết cho ta. Đúng lúc này, La Tuấn đột nhiên xuất hiện ở phía sau Dương Diệp, nhân hoàng kiếm trong tay hắn trực tiếp cắt ra hàng rào không gian, đâm vào phía sau lưng của Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại và khởi động nhân hoàng giáp, một tầng vảy giáp màu vàng xuất hiện ở quanh người hắn. Nhưng khi nhân hoàng kiếm đâm vào trên nhân hoàng giáp, gần như hoàn toàn không ngăn cản được, nhân hoàng kiếm này trực tiếp xuyên qua nhân hoàng giáp, sau đó đâm tới vị trí đan điền của Dương Diệp. Ngươi có biết khuyết điểm duy nhất của nhân hoàng giáp không? Đó chính là bị nhân hoàng kiếm kìm chế. Đần độn, ngươi chết đi cho ta. Phía sau Dương Diệp truyền đến giọng nói đắc ý lại điên cuồng của La Tuấn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt An Nam Tĩnh lập tức biến đổi, cơ thể bắn nhanh về phía này La Tuấn, nhưng nàng còn chưa tới trước mặt của La Tuấn, lão tố của nàng lại xuất hiện ở trước mặt, sau đó thò tay trực tiếp khống chế An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh bị khống chế lại cảm thức nhìn lão tổ nàng, liệt thiên trong tay không ngừng chấn động. Nhà đầu, ta biết người muốn cứu hắn, nhưng chúng ta thật sự không thể nhúng tay được. Lão tổ An Nam Tĩnh thở dài nói. Hai mắt An Nam Tĩnh chậm rãi nhắm lại, rất nhiều đạo ý cảnh không ngừng từ trong cơ thể cuồn cuộn trào ra, nhưng những ý cảnh không khác gì làn gió mát dịu dàng với hắn, hoàn toàn không có tác dụng gì. Nhưng An Nam Tĩnh không chịu buông tha. Ngoại trừ An Nam Tĩnh ra còn có một người lao vọt ra ngoài, người này là Lục Kiếm Giao. Nàng lao vọt ra ngoài, không ai ngăn cản nàng. Nhưng nàng còn chưa xông tới trước người của Dương Diệp thì đã thấy một đoàn trưởng quân đoàn phệ hồn xuất hiện ở trước mặt nàng. Tên đoàn trưởng này hoàn toàn không nói thừa, cách không trung lại đánh ra một trường, Lục Kiếm Giao trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ân Huyên Nhi vội vàng đỡ lấy Lục Kiếm Giao, khi nhìn thấy tình trạng vết thương của Lục Kiếm Giao, sắc mặt Ân Huyên Nhi biến đổi. Bởi vì cho dù Lục Kiếm Giao còn chưa tắt thở, nhưng kinh mạch toàn thân cùng đan điền đã đều bị phá hủy. Lục Kiếm Giao nhếch miệng cười và muốn nói cái gì, nhưng vừa mở miệng, máu lại không ngừng phun ra. Ân Huyên Nhi vội vàng che miệng nàng lại, nói. Sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy? Ngươi ra ngoài chính là chịu chết đấy. Lục Kiếm Giao không nói gì, chẳng qua ánh mắt nhìn Dương Diệp bị giam cầm trong lồng giam không gian, trong mắt đầy lưu luyến, còn có thêm phần bất đắc dĩ. Bởi vì TDH thực lực của nàng quá yếu, căn bản không có cách nào giúp được Dương Diệp. Phía xa, La Tuấn xoáy mạnh nhân hoàng kiếm vào vị trí đan điền của C Dương Diệp, sau đó cười gằn nói. Dương Diệp, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Ngươi không phải rất mạnh sao? Hiện tại nhìn thấy nữ nhân của mình chết ở trước mặt ngươi, ngươi có cảm giác thế nào? Yên tâm, La Tuấn ta đã thề với trời, kết quả của người thân cùng tất cả người có liên quan với ngươi tuyệt đối sẽ rất thê thảm. Ta muốn tất cả đời này đám người bọn họ đều phải chết một cách khổ sở. Há nà thật sự hận Dương Diệp thấu xương. Từ trong cơ thể Dương Diệp, một quái vật khổng lồ vọt ra, hàng rào không gian xung quanh Dương Diệp lập tức bị nghiền nát, quái vật khổng lồ này chính là con rồng lớn màu vàng siêu cấp kia. Cái đuôi lớn của con rồng lớn màu vàng kia chợt quét vào trên người La Tuấn làm hắn trực tiếp bay ngược ra nghìn trượng. Tiếp theo, lại đập về phía 10 cường giả cảnh giới tôn giả kia. Sắc mặt hơn 10 cường giả cảnh giới tôn giả biến đổi, trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, một tên đoàn trưởng trong đó quân đoàn phệ hồn cùng một phó các chủ ám lâu lập tức bị đâm chết. Gào! Con rồng lớn màu vàng siêu cấp ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, rất nhiều long uy phát ra xung quanh, làm cho mọi người ở đây liên tiếp lui về phía sau. Thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Không phải con rồng lớn màu vàng đã bị Dương Diệp giết chết rồi sao? Nó từ đâu xuất hiện vậy? Nó làm sao có thể giúp đỡ Dương Diệp? Lúc này, trong đầu tất cả mọi người ở đó đều đầy nghi vấn. Trên đám mây, trong mắt Long Hoàng cũng lộ vẻ nghi ngờ, nhưng rất nhanh, Long Hoàng đại giận tím mặt. Bởi vì hắn biết, con rồng lớn màu vàng này thật sự đã chết, hiện tại chẳng qua là tồn tại giống như một con rối mà thôi. Nhân loại, cũng dám luyện Long tộc ta thành khôi lỗi à? Lúc này Long Hoàng muốn động thủ. Tuy nhiên lại bị Yêu Hoàng ngăn cản. Yêu Hoàng, người muốn vì một nhân loại mà xé rách ra mặt với Long tộc ta sao? Long Hoàng trầm giọng nói.
Yêu hoàng liếc mắt nhìn Long Hoàng, khẽ nói. Lẽ nào ngươi không muốn nhìn thấy hắn tiêu hao thực lực của đế quốc đỉnh Hán sao? Lúc này, La Thiên hừ lạnh, nói. Đan điền của hắn bị hủy, còn đòi tiêu hao thực lực của đế quốc đỉnh Hán ta à? Ngươi cho rằng chỉ dựa vào con rồng kia là có thể làm được sao? Không đúng, hình như tiểu tử kia không có việc gì. Lúc này, đại trưởng lão ma tộc đột nhiên nói. Nghe vậy, mấy người trên đám mây nhìn xuống phía dưới. Dương Diệp lấy ra một giọt nước sinh mạng đổ xuống, ngay lập tức, một năng lượng màu xanh bao quanh Dương Diệp, tiếp theo, Dương Diệp đi tới trước mặt Lục Kiếm Giao. Lúc này, hơi thở Lục Kiếm Giao đã càng lúc càng yếu, hình như đã sắp tắt thở tới nơi rồi. Nhìn thấy Dương Diệp đi tới trước mặt, Lục Kiếm Giao cố nâng mí mắt lên, nhìn Dương Diệp và muốn nói cái gì, nhưng tại không nói được câu nào. Sao nàng tại ngốc như vậy chứ? Dương Diệp lấy ra hai giọt nước sinh mạng còn lại cho Lục Kiếm Giao uống vào, sau đó nắm tay của Lục Kiếm tay, huyền khí màu tím trong cơ thể hắn không ngừng tràn vào trong cơ thể Lục Kiếm Giao. Qua một hồi lâu, nhờ huyền khí màu tím cùng nước sinh mạng chữa trị, vẻ mặt Lục Kiếm Giao đã tốt hơn. Ta không muốn kéo chân ngươi, nhưng lần này vẫn kéo chân ngươi mất rồi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Lục Kiếm Giao yếu ớt nói. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn về phía Ân Huyên Nhi, nói. Cố gắng bảo vệ nàng. Hắn nói xong, tay phải vẫy một cái, 12 vệ sĩ mặc áo giáp vàng trở lại bên cạnh Ân Huyên Nhi cùng Lục Kiếm Giao. Dương Diệp đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía đoàn trưởng quân đoàn vệ hồn đã rờ tay với Lục Kiếm Giao, người sau thầm dùng mình. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Sắc mặt đoàn trưởng kia biến đổi, hắn vừa muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, tay của Dương Diệp đã bóp cổ hắn. Đám người các chủ ảnh lâu vừa muốn ra tay thì con rồng lớn màu vàng siêu cấp đã lao về phía bọn họ, sắc mặt mấy người biến đổi, không kịp cứu đoàn trưởng quân đoàn phệ hồn nữa, vội vàng ra tay chống lại con rồng lớn màu vàng siêu cấp kia. Dương Diệp bóp cổ của đoàn trưởng quân đoàn phệ hồn kia, sau đó chợt bẻ sang một bên. Mặt đất chấn động mạnh, đầu của đoàn trưởng quân đoàn phệ hồn kia trực tiếp rơi vào mặt đất, tuy nhiên đối phương không kêu được một tiếng nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Diệp giẫm một chân lên trên lưng của đối phương, trường kiếm trong tay vung lên, một lỗ kiếm xuất hiện ở sau lưng của đối phương. Tiếp theo, U Minh Quỷ Hỏa hóa thành một ngọn lửa tiến vào trong lỗ kiếm kia, dưới sự khống chế của Dương Diệp, U Minh Quỷ Hỏa không ngừng thiêu đốt kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ trong cơ thể đoàn trưởng kia. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt đoàn trưởng kia đã trở nên vặn vẹo. A! À, cuối cùng, tên đoàn trưởng kia không nhịn được kêu lên đầy đau đớn và thảm thiết. Nhìn dáng vẻ đau đớn của tên đoàn trưởng kia, tất cả mọi người ở đó bao gồm cả đám người ma tộc đều cảm thấy ớn lạnh. Mà hơn 10 con rồng lớn màu vàng vốn muốn gây phiền phức cho Dương Diệp đã dừng lại, không dám bước lên một bước. Dương Diệp cong ngón tay bắn ra bốn phía, bốn thanh huyền kiếm bắn ra, cắm vào hai tay và hai chan của tên đoàn trưởng kia. Sau đó, Dương Diệp xoay người nhìn La Tuấn đã bị con rồng lớn màu vàng đánh bay ra ngoài. Lúc này, La Tuấn đã đứng lên, xung quanh hắn có từng dây thừng màu vàng quấn quanh. Lúc trước, chính là những màu vàng dây thừng chặn công kích của Hoàng Kim Thần Long lại. Vì sao ngươi không có việc gì chứ? La Tuấn nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trầm giọng nói. Dương Diệp chậm rãi đi về phía La Tuấn, nói. Những lời ngươi đã nói lúc trước, ta đều sẽ thực hiện ở trên người ngươi, ngươi yên tâm, sau ngày hôm nay, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đi tới đế quốc đỉnh Hán, ta phải khiến cho tất cả những người có liên quan tới ngươi phải chết thảm ở trước mặt ngươi. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên hiện ra một mảng sương mù lớn màu trắng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong ánh mắt mọi người đầy vẻ không hiểu. Ha ha! Đúng lúc này, La Tuấn đột nhiên cười phá lên đầy vẻ điên cuồng. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, những sương mù màu trắng lao tới trên đỉnh đầu của La Tuấn, sau đó không ngừng lao vọt về phía La Tuấn giống như vô cùng vô tận. Số mệnh! Sắc mặt Ân Huyên Nhi trở nên nghiêm trọng. Theo sương mù màu trắng tràn vào trong cơ thể La Tuấn, khí tức La Tuấn không ngừng tăng vọt. Cảnh giới tôn giả tầng 2. Cảnh giới tôn giả tầng 3. Cảnh giới tôn giả tầng 5. Cảnh giới tôn giả tầng 9. Không bao lâu, cảnh giới của La Tuấn đã được tăng lên tới cảnh giới tôn giả tầng 9.
Nhân hoàng kiếm trong tay La Tuấn nhẹ nhàng vung lên, trong phút chốc, thiên địa biến đổi, mây đen che kín, rất nhiều tia sét không ngừng thoáng hiện ở trong mây đen. Lực tín ngưỡng của hai vực, ha ha, cuối cùng ta đợi ích thu được lực tín ngưỡng của hai vực rồi. Dương Diệp, có dám đánh với ta một trận không? La Tuấn cầm trường kiếm chỉ thẳng vào Dương Diệp, trong phút chốc, trên bầu trời có rất nhiều tia chớp tập trung ở ngay phía trên đầu của Dương Diệp, mỗi tia chớp đều có kích thước mấy trăm trượng, số lượng lên tới mấy nghìn. Giờ phút này, cảnh tượng nơi đây giống như thế giới sắp diệt vong vậy. Bên trên đám mây, gương mặt La Thiên hiện ra nụ cười, nói. Triệu Trường Vân cũng không tệ lắm, trong thời gian ngắn như vậy mà đã nắm được đông vực. Ha ha, tín ngưỡng chi lực của hai vực cộng thêm nhân hoàng kiếm, cho dù là cường giả hoàng giả cảnh sơ cấp cũng có thể giết chết. Yêu hoàng, đầu tư của người nhất định sẽ thất bại. Sắc mặt yêu hoàng hờ hững, không nói gì, chỉ là ánh mắt dừng lại trên người Dương Diệp, trong mắt có một chút lo âu. Nếu như Dương Diệp không đầu lại La Tuấn, vậy Dương Diệp thực sự có thể sẽ chết ở nơi này. Bởi vì có La Thiên ở đây, hắn căn bản không có cách nào ra tay giúp đỡ. Nói cách khác, Dương Diệp sống hay là chết, hoàn toàn phải dựa vào bản thân hắn. Dương Diệp còn con át chủ bài không? Con át chủ bài của hắn có thể chống lại La Tuấn không? Vào giờ phút này, trong lòng mọi người đều rất tò mò. La Tuấn tiện tay vung vẩy nhân hoàng kiếm trong tay, sấm gió chớp động, không gian rung động từng đợt, nhân hoàng kiếm nhắm thẳng vào người Dương Diệp, nói. Dương Diệp, không phải người vẫn luôn muốn đấu một mình với ta sao? Hôm nay, ta sẽ cho ngươi cơ hội này, xuất kiếm của ngươi ra, chúng ta một đầu một, yên tâm, ta sẽ không để người chết quá nhanh. Nhìn luồng không khí màu trắng cuồn cuộn trên không trung không ngừng bay tới chỗ La Tuấn, Dương Diệp vung tay phải lên, một ảnh kiếm bắn nhanh về phía những luồng không khí màu trắng kia nhưng mà ảnh kiếm còn chưa tiếp xúc với luồng không khí màu trắng đã bị một sức mạnh vô hình đánh tan trong nháy mắt. Tiếp theo, trên đỉnh đầu Dương Diệp xuất hiện một tia sấm sét đánh xuống vị trí của hắn. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, Thanh Vân Tử Điện thay đổi nhanh chóng, hóa thành vô số luồng điện đánh tới những tia chớp kia. Chân trời vang lên một tiếng nổ kinh thiên, vô số luồng điện giống như sao băng rơi khắp bốn phía, khiến vô số huyền giả kinh hãi. Ha ha! Lúc này, La Tuấn phá lên cười lần nữa, nói. Dương Diệp, số mệnh của ta được trời đất thừa nhận, được trời đất phù hộ, chỉ dựa vào sức mạnh như con kiến hôi của ngươi cũng muốn đối nghịch với trời cao hay sao? Ngươi nói nhảm thực sự nhiều quá. Giọng nói của Dương Diệp vừa mới vang lên. Cơ thể cũng đã xuất hiện ở trước mặt La Tuấn, cùng lúc đó, chỉ phong trong tay đâm tới cổ họng của La Tuấn. Chẳng qua là khi chỉ phong còn cách cổ họng La Tuấn vài centimet, một dòng không khí màu trắng đột nhiên bạo phát ra từ trong cơ thể La Tuấn, sau đó đẩy Dương Diệp ra xa hơn mười mấy trượng. Còn chiêu gì nữa không? Đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội, cứ triển khai hết đi. Trên mặt La Tuấn lộ ra nụ cười giễu cợt, sở dĩ lúc này hắn chưa ra tay. Chính là vì muốn sỉ nhục Dương Diệp trước mặt người trong thiên hạ, hắn muốn Dương Diệp mất hết mặt mũi, muốn khiến kiếm hoàng trở thành trò cười của thiên hạ, sau đó giết chết Dương Diệp trước mặt người trong thiên hạ, như vậy mới có thể khiến hắn hả giận. Nhìn luồng không khí màu trắng trên bầu trời và trên người La Tuấn, ánh mắt Dương Diệp ngừng lại một chút, hắn biết, nếu muốn giết La Tuấn thì phải thay đổi số mệnh của hắn mà muốn thay đổi số mệnh thì có hai biện pháp, thứ nhất chính là tiêu diệt quốc gia La Tuấn đang nắm giữ, không có quốc gia. Sẽ không có tín ngưỡng chi lực, đương nhiên cũng sẽ không có vận khí. Cách thứ hai là dùng vũ lực mạnh mẽ thay đổi vận khí của đối phương. Mạnh mẽ phá hủy, có nghĩa là phải đối địch với trời đất. Hình như mình không có lựa chọn khác. Dương Diệp khẽ cười, xoay tay phải lại, vỏ kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp cầm thuấn không kiếm chậm rãi cắm vào trong vỏ kiếm. Sau khi đặt thuấn không kiếm vào trong vỏ, Dương Diệp không nhìn La Tuấn mà nhìn về phía chân trời, nói. Chúng ta dùng một chiêu định thắng thua là được. Dứt lời, Dương Diệp chậm rãi rút ra thuấn không kiếm trong tay, thuấn không kiếm vừa lộ ra một đoạn nhỏ, trời đất biến sắc, lôi điện xoay quanh trên đỉnh đầu Dương Diệp trở nên điên cuồng, không ngừng nhảy múa trên không trung, giống như đang kiêng kỵ cái gì đó. Cùng lúc đó, rầm một tiếng, lấy Dương Diệp làm trung tâm, toàn bộ mặt đất nứt ra. Chỉ trong chốc lát đã lan ra đến hơn mấy ngàn trượng nhưng lại không định dừng lại. Sắc mặt mọi người thay đổi, vội vã bay lên không trung, kinh hãi nhìn Dương Diệp. Đây là kiếm kỹ gì vậy? Bên trên đám mây,
nụ cười trên mặt La Thiên cũng từ từ biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm trọng. Ngược lại, thần sắc của yêu hoàng lại buông lỏng, trên mặt lộ ra nụ cười. Tiểu tử này thật thú vị. Ở bên cạnh, An Nam Tĩnh Mão Tổ nhìn Dương Diệp, như đang suy nghĩ. Điều gì đó, vốn dĩ hắn cho rằng trong thế hệ trẻ hiện nay, cháu gái của mình tuyệt đối là người vô địch nhất, thế nhưng không ngờ rằng, Dương Diệp này cũng không kém cháu gái của hắn chút nào. Đương nhiên, khiến cho hắn đau đầu chính là quan hệ giữa cháu gái mình với người này hình như quả tốt rồi. Sắc mặt La Tuấn dữ tợn, trực giác nói cho hắn biết, kiếm kỹ mà Dương Diệp đang thi triển sẽ tạo thành uy hiếp đối với hắn, lẽ ra hắn phải lập tức xuất kiếm, ngăn cản Dương Diệp. Thế nhưng lúc trước hắn đã nói trước mặt mọi người rằng muốn để cho Dương Diệp thi triển sức mạnh, nếu như bây giờ lật lọng, đây chẳng phải là khiến người trong thiên hạ chế nhạo hắn sao? Chế nhạo, nếu như ta thắng, đương kim đại lục có ai dám chế nhạo? Ta! La Tuấn hừ lạnh một tiếng, cổ tay khẽ đảo, nhất thời, luồng không khí màu trắng trên bầu trời điên cuồng vọt tới chỗ hắn cùng với nhân hoàng kiếm trong tay, dưới sự tăng cường của luồng không khí màu trắng. Nhân hoàng kiếm trong tay La Tuấn run rẩy kịch kiệt, sau một khắc, cổ tay La Tuấn khẽ động, nhân hoàng kiếm nhắm thẳng vào chân trời. Trong phút chốc, mấy nghìn tia chớp trên bầu trời hóa thành một tia sấm rất lớn đánh xuống chỗ nhân hoàng kiếm bên dưới, trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, sấm sét ở phía chân trời và nhân hoàng kiếm trong tay La Tuấn liên kết thành một luồng sấm chớp to lớn. Một tia chớp hình trụ vắt ngang trời đất, thiên uy kinh khủng ở trong khiến cho thân thể vô số người trong sân không ngừng run rẩy. Đúng lúc này, tay phải Dương Diệp chợt dùng sức một chút, thân thuấn không kiếm trong tay lộ ra nửa đoạn, cả cánh tay phải của Dương Diệp nứt ra trong nháy mắt, máu tươi không ngừng trào ra từ trong cánh tay. Phải, cùng lúc đó, lấy Dương Diệp làm trung tâm, mặt đất trong phạm vi nghìn trường trực tiếp, ầm, một tiếng sụp xuống dưới. Vô số người kinh hãi, đây là do huyền giả tôn giả cảnh tạo ra, Dương Diệp và La Tuấn này thật sự chỉ là tôn giả cảnh chứ không phải hoàng giả cảnh đúng không? Am! Đúng lúc này, chân trời xuất hiện một tia cửu sắc thần lôi, cửu sắc thần lôi hóa thành một con lôi long lớn khoảng mấy trăm trượng, quanh quẩn ở trên lội trụ núi liền trời đất kia. Thiên phạt! Bên trên đám mây, sắc mặt yêu hoàng thay đổi nhanh chóng. Tại sao lại có thiên phạt? Thiên phạt, tên như ý nghĩa, chính là trời cao trừng phạt. Thiên phạt như thế này, thông thường chỉ trong hai trường hợp mới xuất hiện. Loại thứ nhất là xuất hiện khi cường giả tôn giả cảnh muốn đột phá đến hoàng giả cảnh, bởi vì lúc đột phá đến hoàng giả cảnh cần tiêu hao linh khí cực kỳ lớn trong thiên địa, bởi vậy, trời cao sẽ ngăn cản, chỉ khi thành công vượt qua thiên phạt mới có thể thành hoàng, hưởng thụ thọ nguyên 3.000 năm. Còn có một loại tình huống xuất hiện thiên phạt, đó chính là người nào đó làm chuyện gì nghịch thiên, chọc giận đến trời cao, sau đó trời cao bèn giáng thiên phạt xuống. Chắc chắn, Dương Diệp thuộc về loại thứ hai. Chẳng lẽ, thiên địa này sẽ không tha cho Dương Diệp? Hai tay yêu hoàng chậm rãi nắm chặt lại. Trên mặt La Thiên rút đi vẻ lo lắng trước đó, lúc này đây, hắn không hề lo âu hay cố kỵ. Bị trời cao không dung tha, Dương Diệp này còn có cơ hội lật bàn sao? Đại trưởng lão ma tộc cũng lắc đầu, hắn vốn tương đối xem trọng Dương Diệp, bởi vì Dương Diệp luôn cho hắn một loại cảm giác nhìn không thấu, thế nhưng hiện tại, sau khi thiên phạt xuất hiện, hắn biết rõ. Lúc này muốn giết Dương Diệp, đã không phải là La Tuấn mà chính là trời cao. Thân ở trong trời đất này, đừng nói Dương Diệp, cho dù là bọn họ cũng phải kính nể và kiêng kỵ với trời đất. Long Hoàng nhìn thoáng qua yêu hoàng, không nói gì. Yêu vực vạn tộc đều biết yêu hoàng giúp đỡ một nhân loại, chuyện này vốn khiến cho một vài yêu tộc trong yêu vực cực kỳ không hài lòng, có điều ngại với uy danh của yêu hoàng, không có yêu tộc nào dám đứng ra phản đối. Thế nhưng hiện tại, Dương Diệp là người thiên địa này muốn trừ khử, nếu như yêu hoàng tiếp tục che chở Dương Diệp, đừng nói hắn không đáp ứng, ngay cả trong yêu tộc cũng sẽ không đồng ý. Giúp Dương Diệp, chẳng phải là muốn cùng Dương Diệp nghịch thiên sao? Đừng nói giỡn, dù sao hoàng kim thần long nhất tộc hắn tuyệt đối không nghịch thiên cùng Dương Diệp. Sao lại thế? Nhìn cửu sắc lôi long tản ra thiên uy kinh khủng nơi chân trời, trong mắt Ân Huyên Nhi tràn đầy vẻ không tin nổi, thấp giọng lẩm bẩm. Dù thế nào nàng cũng không ngờ rằng, tại sao Dương Diệp có thần vật đó lại có thể là người bị trời đất trừ khử. Chẳng lẽ là bởi vì có thần vật đó, thiên địa này mới phải trừ khử Dương Diệp. Khi biết cửu sắc lôi long kia là thiên phạt trong truyền thuyết, khi mọi người trong sân nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đều tràn đầy sự thương hại. Không thể phủ nhận, Dương Diệp quả thực rất yêu nghiệt,
thế nhưng có một câu nói rất đúng, trời cao đố tị người tài, có lẽ chính là bởi vì Dương Diệp quá mức yêu nghiệt, trời cao mới không tha cho hắn. Ha ha! Nhìn cửu sắc lôi long kia, lúc đầu La Tuấn ngẩn người, sau đó điên cuồng cười phá lên, cười lớn trong chốc lát, La Tuấn nhìn Dương Diệp, nói. Dương Diệp ơi Dương Diệp, cho ngươi kiêu ngạo, ha ha, lần này ngay cả trời cao cũng nhìn không được muốn tiêu diệt ngươi. Lúc này, ta xem ai có thể cứu ngươi, ta xem ai dám cứu ngươi, ha ha. Trời cao muốn tiêu diệt ta. Nhìn cửu sắc lôi long kia, trong mắt Dương Diệp xuất hiện một chút mờ mịt, từ lúc hắn tu luyện tới bây giờ, chưa bao giờ có ý nghĩ bất kính với trời đất này, cũng chưa từng có ý nghĩ muốn nghịch thiên. Đối với hắn mà nói, trời, rất tốt, cũng không trêu chọc hắn, hắn ăn no rừng mỡ hay sao mà phải học theo một số người suốt ngày đòi nghịch thiên. Ngược lại, đối với thiên địa, trong lòng Dương Diệp vẫn có một chút kính sợ, dù sao trời đất này cũng đã dưỡng dục bọn họ. Thế nhưng hiện tại, trời muốn tiêu diệt Dương Diệp hắn. Trời muốn tiêu diệt hắn. Một sự thù địch hiện lên trong ánh mắt Dương Diệp, cửu trọng sát lục kiếm ý điên cuồng xuất ra, nhìn cửu sắc lôi long kia, Dương Diệp cười dữ tợn, nói. Ngươi muốn tiêu diệt ta? Ha ha, tốt, tốt thôi, trời không phạm ta, ta không phạm trời, ngươi đã muốn tiêu diệt ta, vậy cuộc đời Dương Diệp ta sẽ nghịch thiên mà đi. Tựa hồ đang trả lời Dương Diệp, cửu sắc lôi long há mồm phun ra vô số sấm chớp như một lưới điện từ chân trời trút xuống. Bên trong lưới điện kia mang theo thiên uy, dường như muốn hủy diệt thế giới, vô số huyền giả ở phía dưới giống như bị điện chạy tứ tán ra khắp bốn phía. Đến đây đi! Nhìn lưới điện kia trút xuống, Dương Diệp cười dữ tợn, cố nén đau nhức trên cánh tay, dùng hết sức mạnh toàn thân rút ra một cái. Cong! Toàn bộ trung vực đều nghe được một tiếng kiếm minh. Trảm thiên, bạt kiếm, thuật! Vào khoảnh khắc thuần không kiếm ra khỏi vỏ, ken két một tiếng. Không ngờ thuận không kiếm lại bị rạn nứt, vô số vết nứt nhỏ như mạng nhện tràn ngập trên đó. Cùng lúc đó, những ngọn núi ở xa nghìn trường cũng nổ, ầm, một tiếng, mà dưới chân Dương Diệp, mặt đất không ngừng sụp xuống vùi lấp mọi thứ ở xa mấy ngàn trường, đồng thời còn không ngừng sụp xuống với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Núi lở, đất rung. Khi thuần không kiếm bay ra khỏi vỏ, Dương Diệp vội vàng dùng hai tay nắm thuận không kiếm bổ xuống cửu sắc thần long kia. Thuần không kiếm ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vụn nhỏ bé bắn ra xung quanh. Vào khoảnh khắc thuần không kiếm vỡ vụn, một ảnh kiếm màu trắng như tuyết lóe ra từ đỉnh thuần không kiếm. Lúc đầu, ảnh hiếm màu trắng này chỉ lớn cỡ cánh tay, thế nhưng rất nhanh, trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, ảnh hiếm màu trắng tuyết càng lúc càng lớn, không tới 2 giây, ảnh hiếm màu trắng kia cũng đã biến thành một ảnh kiếm khổng lồ dài nghìn trượng, rộng trăm trượng. Ảnh kiếm màu trắng tuyết bắn thẳng đến chân trời, nơi nó đi qua, không gian trực tiếp bị xé rách, nát bấy, một khe hở không gian dài nghìn trượng, rộng trăm trượng xuất hiện ở phía chân trời. Trong mắt của mọi người, ảnh kiếm màu trắng tuyết hung hăng va đập vào cửu sắc lôi long kia. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng lên khắp chân trời, nơi vô số tia sấm sét cùng ảnh kiếm va chạm vào nhau bắn ra từng luồng không khí giống như thủy triều dâng lên khắp bốn phía, từng đợt chấn giật động ở chân trời. Toàn bộ không gian rung động một cách kịch liệt, giống như lúc nào cũng có thể bị phá thành từng mảnh nhỏ. Ánh mắt mọi người đều nhìn lên không trung. Trong một khắc, bên trong luồng không khí đột nhiên truyền đến một tiếng sấm, trong tiếng sấm lộ ra sự thống khổ. Tiếp theo, trong lúc mọi người đang nhìn chăm chú, một ảnh kiếm màu trắng tuyết hiện ra từ bên trong luồng không khí đó, chẳng qua là ảnh kiếm màu trắng tuyết nhỏ đi gần một nửa so với trước kia. Ảnh kiếm màu trắng tuyết dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua chính giữa lôi trụ nối liền trời đất. Trong nháy mắt lôi trụ bị cắt ra một lỗ hổng cực lớn, tiếp theo hóa thành vô số tia sét rơi lả tả ở chân trời. Vẫn chưa kết thúc, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, ảnh kiếm màu trắng tuyết bay đến chân trời, vang lên một tiếng, thật lớn. Toàn bộ trời đất rung lên kịch liệt. Giữa sân mọi người ngây ra như phỗng. Ở trên đám mây, gương mặt của những vị trí cường giả cũng xuất hiện vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ đều đã trải qua thiên phạt, mặc dù bây giờ thiên phạt không có lực uy hiếp gì đối với bọn họ. Thế nhưng lúc đầu, bọn họ cũng phải trải qua cửu tử nhất sinh mới chống lại được thiên phạt này. Mà bây giờ, một gã huyền giả tôn giả cảnh tam phẩm lại có thể đánh bại được thiên phạt này. Đây chính là thiên phạt đó. Hơn nữa còn là thiên phạt dùng nhân hoàng kiếm làm vật dẫn nữa.
Dương Diệp này rốt cuộc là thứ yêu nghiệt gì đây? Khóe miệng yêu hoàng nổi lên nụ cười, hiện tại hắn thật sự có chút hiểu rõ vì sao lão nhân giữ mộ kia lại muốn thu nhận Dương Diệp làm đệ tử, cũng hiểu được tại sao con gái mình lại muốn theo Dương Diệp. Tổ sư kiếm tông năm đó luôn không ngừng kiêng kỵ hắn, mà hôm nay, cho dù tà thiên phú hay là tiềm lực, Dương Diệp đều không kém tổ sư kiếm tông năm đó chút nào, nếu để cho Dương Diệp trưởng thành hoàn toàn, trời đất này có thể làm gì được hắn. Sắc mặt La Thiên âm trầm, im lặng không nói, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà ở nơi khác, trên mặt đại trưởng lão ma tộc tràn đầy nụ cười nghiền ngẫm, nhân tộc xuất hiện nhiều vị thiên tài như vậy, vốn dĩ hắn nên lo lắng, thế nhưng hiện tại, hắn tuyệt đối không to âu, bởi vì mấy vị thiên tài này đều giống như nước với lửa. Làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao ngươi có thể phá hủy thiên phạt này? Làm sao ngươi có thể? La Tuấn nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ không tin nổi, lẩm bẩm nói như người mất hồn. Lúc này, Dương Diệp, suy, một tiếng rồi biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện đã ở trước mặt của La Tuấn, sau đó sắc mặt La Tuấn thay đổi nhanh chóng, vừa định tách khỏi thì ngay lập tức Dương Diệp thi triển ra kiếm vực, đột nhiên thân hình La Tuấn ngừng lại một lát, chỉ phong trong tay Dương Diệp lập tức đâm một kiếm đến chỗ mi tâm của La Tuấn. Lúc chỉ phong kiếm giao tiếp xúc đến mi tâm của La Tuấn, trên người La Tuấn đột nhiên bạo phát ra từng tầng sợi tơ màu vàng quấn lên người La Tuấn giống như quấn một cái bánh trưng, chỉ phong kiếm của Dương Diệp đâm vào những sợi tơ kia, một lực đàn hồi to lớn truyền đến làm cho tay của Dương Diệp tê dần dữ dội. La Tuấn cười lạnh một tiếng, trong vẻ tươi cười tràn đầy sự châm chọc, nói, Dương Diệp, đây là tiên thiên đạo khí, kim ti triển giáp, về phương diện phòng ngự gần bằng nhân hoàng giáp, ngươi sẽ không phá được sự phòng ngự của ta. Thật sao? Cổ tay Dương Diệp khẽ xoay, hàn quang kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, Dương Diệp cầm hàn quang kiếm cắm vào trong vỏ kiếm, sau đó tay phải cầm chuôi của hàn quang kiếm rút ra bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, trong mắt La Tuấn lộ ra vẻ kinh hãi, tuy rằng không biết kiếm kỹ Dương Diệp đang thi triển này là gì, thế nhưng uy lực của chiêu này hắn có thể biết được, kiếm kỹ này có thể phá hủy được thiên phạt, làm sao hắn dám chống cự. La Tuấn vừa định tránh nhưng lúc này, Dương Diệp đã rút hàn quang kiếm ra. Cả cánh tay phải của Dương Diệp nứt ra, hơn mấy chục vết nứt rộng vài cm xuất hiện trên cánh tay phải của hắn, ngay cả đầu khớp xương cũng đều lộ ra. Mà hàn quang kiếm kia cũng hóa thành vô số mảnh, nhỏ trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc hàn quang kiếm vỡ vụn, một ảnh kiếm màu trắng tuyết dài mười mấy trượng lóe lên, trong nháy mắt đánh lên trên người của La Tuấn kia. Trên người La Tuấn quấn những tơ vàng kia bị chém đứt trong nháy mắt, sau đó, La Tuấn cũng bị đánh bay ra ngoài đến nghìn trượng. Nhân chủ. Lúc này, lâu chủ ảnh lâu còn sống ở một bên kinh ngạc, thân hình khẽ động, vọt tới chỗ Dương Diệp. Mà hoàng kim cự long siêu cấp kia của Dương Diệp cũng không rảnh rỗi, lao xuống một cái, vọt tới chỗ đám người lâu chủ ảnh lâu. Lúc này, Dương Diệp đã đi tới trước mặt La Tuấn, nhìn La Tuấn nằm dưới đất, khóe miệng Dương Diệp lộ ra một nụ cười, tay trái cầm chỉ phong kiếm đâm tới mi tâm của La Tuấn. To gan! Đúng lúc này, La Thiên đứng trên đám mây gầm lên một tiếng, âm thanh rất chân thật, chấn động khiến đầu Dương Diệp ong ong một trận, thiếu chút nữa tê liệt té xuống mặt đất. Yêu Hoàng xuất hiện ở trước mặt của La Thiên, nhìn La Thiên, khóe miệng Yêu Hoàng nổi lên một nụ cười châm chọc, nói. La Thiên, thế nào, không nhịn được muốn động thủ. La Thiên u ám nhìn thoáng qua Yêu Hoàng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp bên dưới, nói. Dương Diệp, nếu ngươi dám gây bất lợi cho hắn, lão phu nhất định sẽ diệt toàn tộc của ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, đáp. Mối quan hệ giữa ta với đế quốc đỉnh Hán của ngươi đã trở thành không chết không ngừng. Dứt lời, Dương Diệp đá một cước vào mặt La Tuấn, người kia kêu rên một tiếng, lần thứ hai bay ra hơn mấy trăm trượng. Dương Diệp, ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết. La Thiên giống giận. Dương Diệp không để ý tới đối phương, thân hình khẽ động, lần thứ hai đi tới trước mặt La Tuấn, sau đó nắm chỉ phong kiếm trong tay lập tức đâm xuống ngực của La Tuấn đang nằm trên mặt đất. Lão tổ cứu ta. La Tuấn cất tiếng hô to, sống chết trước mắt, hắn cũng không để ý đến phong độ gì nữa. Trên không trung, Yêu Hoàng gắt gao tập trung vào La Thiên, chỉ cần đối phương dám động, hắn sẽ ngăn cản đối phương ngay lập tức. La Thiên cũng không có ý định động thủ một chút nào. Khi kiếm dao cắm vào ngực La Tuấn,
Đột nhiên, một lão giả quỷ dị xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sắc mặt Dương Diệp thay đổi, gần như theo bản năng kiền thúc dục nhân hoàng giáp. Nhân hoàng giáp vừa mới xuất hiện, Dương Diệp trong mắt của mọi người, tiền trực tiếp té bay ra ngoài. Dương Diệp trực tiếp đập xuống mặt đất văng xa mấy ngàn trượng. Cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm. Lão giả lãnh đạm nhìn lướt qua Dương Diệp ở phía xa, nói. Cái thứ không biết sống chết, đế quốc đỉnh hán ta mà ngươi lại dám khiêu khích. Không chết không ngừng với đế quốc đỉnh hán ta, chỉ dựa vào ngươi. La Tuần đứng lên, lúc này khuôn mặt vốn rất anh Tuần đã sưng đến mức nhìn không ra dáng vẻ ban đầu của hắn, trong mắt lộ ra vẻ oán độc. La Tuấn cung kính thi lễ với lão giả, nói. Lão tổ, tôn nhi làm người mắt thê diện rồi. Lão giả khoát tay áo, nói. Người này có kỳ ngộ, cũng có đại khí vận, lưỡng vực chi lực còn chưa đủ để đối phó với hắn. Sau chuyện ở đây, ta sẽ để cho ngươi nắm giữ đế quốc đỉnh hán, sau khi có tam vực tín ngưỡng chi lực, đừng nói là một kiếm hoàng hay võ thần nho nhỏ, cho dù là cường giả. Hoàng giả cảnh thì ngươi cũng có thể dễ dàng giết chết. Nghe thấy vậy, trong lòng La Tuấn mừng rỡ, có vị lão tổ này lên tiếng. Như vậy thì hoàng đế đế quốc đỉnh hán cũng nên đôi người rồi. La Thần Cơ. Ở trên đám mây, sắc mặt yêu hoàng âm trầm, nói. Tốt, tốt, không nghĩ tới vì một Dương Diệp, đế quốc đỉnh hán ngươi lại điều động hai vị cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm, quả là lắm tiền mà. Lúc La Thần Cơ xuất hiện, hắn đã phát giác, muốn ngăn cản, thế nhưng đã không còn kịp rồi, bởi vì La Thiên chắn trước mặt hắn. Là ba vị. Đúng lúc này. Lại có thêm một lão giả xuất hiện trước mắt mọi người. La Bá Đạo. Yêu hoàng nheo mắt, đế quốc đỉnh hán có bốn vị cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm nhưng vì sao ba vị lại xuất hiện ở đây? Lão giả tên La Bá Đạo nhìn yêu hoàng, nói. Yêu hoàng, chúng ta biết với không gian thần thông thuật của ngươi, trừ phi năm vị cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm trở lên vây công, nếu không thì đừng mong giữ ngươi lại được. Chúng ta cũng không muốn giữ ngươi lại, ngươi đi đi, Dương Diệp này. Hôm nay chúng ta phải diệt trừ. Ai cũng không cứu được hắn, cho dù là ngươi cũng không được. Các ngươi muốn hủy bỏ ước hẹn của tam tộc. Yêu hoàng trầm giọng nói. La Bá Đạo lắc đầu, nói. Chúng ta không muốn hủy bỏ ước hẹn của tam tộc, bản thân Dương. Diệp chính là nhân loại, yêu hoàng ngươi miễn cưỡng nói hắn là yêu tộc. Nếu như Dương Diệp này an phận một chút, chúng ta cũng muốn mở một mặt nhắm một mắt bỏ qua. Thế nhưng đáng tiếc, hắn lại không biết sống chết. Lại muốn không chết không thôi với đế quốc đỉnh hán ta, nếu đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể khiến hắn chết đi. Yêu hoàng nhìn về phía Long Hoàng cười lạnh một tiếng, nói. Yêu hoàng, nếu như Dương Diệp là yêu tộc, dù cho hắn có thủ không đội trời chung với Long tộc ta, ta cũng sẽ tiên thủ với người mà bảo vệ hắn. Đáng tiếc hắn không phải, không cùng tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, Long tộc ta sẽ không bảo vệ nhân loại này. Ánh mắt yêu hoàng tại nhìn về phía đại trưởng lão ma tộc, đại trưởng lão mỉm cười, nói. Yêu hoàng, người đừng nhìn ta, tuy rằng ma tộc cùng yêu tộc có một vài minh ước, thế nhưng Dương Diệp này lại là nhân loại, cứu hắn, sau này có thể hắn sẽ trở thành đại địch của ma tộc. Yêu hoàng hít sâu một hơi, thân hình lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Lúc này tình huống của Dương Diệp không ổn chút nào, lúc trước liên tục thi triển trảm thiên bạt kiếm thuật. Cánh tay phải của hắn thiếu chút nữa trực tiếp bị phế, cộng thêm mạnh mẽ thi triển kiếm vực, bản thân đã như nỏ mạnh hết đà. Mà bây giờ lại bị một gã cường giả siêu cấp dùng toàn lực đánh một kích, mặc dù có nhân hoàng giáp chống đỡ phần lớn công kích, thế nhưng hắn vẫn thiếu chút nữa thần hồn câu diệt. Bên dưới nhân hoàng giáp, thân thể Dương Diệp đã xuất hiện vết rách, giống như thủy tinh bị đập thật mạnh, tuy rằng còn chưa vỡ vụn hoàn toàn nhưng quả thực bản thân đã xuất hiện rất nhiều vết thương. Máu tươi không ngừng chảy ra từ trong thất khiếu của Dương Diệp, lúc này Dương Diệp giống như một huyết nhân. Nếu như không phải do Thanh Mộc Chi Linh đang không ngừng chữa trị trong cơ thể hắn, sợ rằng lúc này hắn đã tắt thở. Nhìn Dương Diệp nằm trên mặt đất không cách nào nhúc nhích, trong mắt yêu hoàng lóe lên vẻ không nỡ, nói. Ta không cứu được ngươi. Mang bằng hữu của ta đi đi. Dương Diệp chật vật nói ra một câu. Yêu hoàng nhìn thoáng qua Lục Kiếm Giao và Ân Huyên Nhi ở một bên, lúc này Lục Kiếm Giao đã khóc không thành tiếng mà An Huyên Nhi cũng mang vẻ mặt bi thương. Dưới sự liên thủ của ba gã cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm của đế quốc đỉnh Hán, cho dù cường đại như yêu hoàng cũng không thể không lựa chọn thỏa hiệp,
hai cô gái yếu đuối như bọn họ có thể làm cái gì? Cái gì cũng không thể làm. Bọn họ sẽ không có việc gì. Yêu hoàng bảo đảm nói. Nói với người kia, ta không thể đi tìm nàng. Dương Diệp yết ớt nói. Lúc này đây, quả thật là không có cách nào cả. Bởi vì cho dù là tiểu cô nương mạnh mẽ thần bí kia cũng không có cách nào cứu hắn. Theo lời của tiểu cô nương nói, bất kỳ một người nào trong ba lão đầu đó, đều không phải là người bây giờ nàng có thể đối kháng. Hắn không cam lòng, thực sự rất không cam lòng nhưng lại không có biện pháp nào, bởi vì bây giờ thực lực người ta mạnh hơn hắn, nhiều người hơn hắn. Yêu hoàng thấp giọng thở dài, trong giọng nói cũng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Dương Diệp cố nén đau nhức toàn thân chậm rãi đứng lên, theo động tác của Dương Diệp, toàn thân hắn giống như đồ sứ bị đập nát, lại bắt đầu nứt ra, máu tươi không ngừng tràn ra từ trong cơ thể. Cho dù là phải chết, cũng phải đứng chết. La Thần Cơ u ám nhìn lướt qua Dương Diệp, tay phải chụp tới Dương Diệp, bàn tay trực tiếp xuyên thấu không gian, xuất hiện ở trên đỉnh đầu Dương Diệp. Dương Diệp chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện lên Tô Thanh Thi, Hiểu Vũ Tịch, Tần Tịch Nguyệt, còn có đứa bé vẫn chưa ra đời, đứa bé, hắn đã đáp ứng phải về nhìn đứa bé ra đời. Nhưng mà bàn tay La Thần Cơ bỗng nhiên ngừng lại, cách đỉnh đầu Dương Diệp mấy centimet, sau đó làm cách nào cũng không hạ xuống được. Ba gã cường giả đế quốc đỉnh hắn nhướng mày. Thần sắc yêu hoàng cũng vui vẻ. Khụ, khụ. Một tiếng ho nhẹ vang lên trong sân, mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một lão giả lưng gù, đang chống một cây quái trượng chậm rãi đi đến chỗ của Dương Diệp. Ánh mắt mọi người đều đặt lên người lão giả này. Thần sắc của ba gã cường giả đế quốc đỉnh hán trở nên nghiêm túc, đại trưởng lão ma tộc và Long Hoàng liếc mắt nhìn nhau, hai người đều thấy được vẻ nghi hoặc từ trong mắt đối phương. Cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm hiện nay trên đại lục cơ bản bọn họ đều biết, mà vị lão giả trước mắt này, bọn họ chưa từng gặp qua. Người này và Dương Diệp có quan hệ thế nào? Chẳng lẽ nói, người đứng sau lưng Dương Diệp chính là lão nhân này? Dĩ nhiên lão giả lưng gù chính là Mạc Lão. Mạc Lão đi đến bên cạnh Dương Diệp, nhìn Dương Diệp thương tích đầy người, lắc đầu, nói. Một khoảng thời gian không gặp, người đã trở nên chật vật như thế này rồi. Nhìn thấy Mạc Lão, trong lòng Dương Diệp thở dài một hơi, nhếch miệng cười nói. Mạc Lão, nếu người còn không xuất hiện, tiểu tử ta đã ngủm rồi. Mạc Lão lắc đầu cười, nói. Ta vẫn cho rằng, ở trong hoàn cảnh khó khăn mới có thể khiến một người phát triển tốt hơn. Vì vậy cho tới bây giờ, chẳng bao giờ ta đứng ra tương trợ cho ngươi. Thế nhưng bây giờ không xuất hiện không được, ba cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm, ha ha, số lượng thật lớn nha, đây rõ ràng là mưu cốn ỷ lớn hiếp nhỏ mà. Dù nói thế nào thì ngươi cũng coi như là một nửa đệ tử của ta, làm sao ta có thể để ngươi bị người khác ỷ lớn hiếp nhỏ. Nói xong, Mạc Lão nhìn về phía yêu hoàng, bảo. Yêu hoàng, lại gặp nhau rồi. Yêu hoàng gật đầu một cái. Mạc Lão mỉm cười, nhìn về phía La Tuấn ở một bên, sau đó lắc đầu, nói. Không thể không nói, trong các triều đại nhân hoàng, người thuộc thế hệ kém cỏi nhất, cùng cấp với nhau, vậy mà còn cần dựa dẫm vào người khác. So với An Nha đầu kia và đệ tử này của ta, người thật là quá không chịu nổi, trời xanh này, thật sự là càng ngày càng mù mà. Các hạ rốt cuộc là ai? Lúc này, La Thần Cơ trầm giọng nói. Một lão đầu giữ mộ mà thôi. Mạc Lão đáp, nếu như đệ tử này của ta bị La Tuấn làm bị thương, đó là do tài nghệ của hắn không bằng người, đáng đời. Thế nhưng, người đường đường là hoàng giả cảnh cửu phẩm lại ỷ lớn hiếp nhỏ, lão phu thật sự là nhìn không được. Dứt lời, toàn bộ khí thế của Mạc Lão thay đổi trong nháy mắt, đứng ở đó, phát ra khí thế của mình, so với khí thế của cửu sắc thần lôi và trảm thiên bạt kiếm thuật do Dương Diệp thi triển ra lúc trước còn kinh khủng hơn gấp mấy lần. Sắc mặt ba gã cường giả của đế quốc đỉnh Hán thay đổi nhanh chóng, sắc mặt của đại trưởng lão ma tộc và Long Hoàng cũng thay đổi, trên đại lục này vẫn còn có cường giả đẳng cấp này. Hãy đón một côn của ta. Quải trường trong tay Mạc Lão đánh về phía La Thần Cơ một cái, không gian chấn động một trận, một nguồn sức mạnh côn ảnh xuất hiện ở trước mặt La Thần Cơ, người nọ không dám khinh thường, một trường vỗ tên trên côn ảnh kia. Giờ khắc này, thời gian đột nhiên ngưng kết lại, tiếp theo. Đạo côn ảnh kia trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, lại ngoặt vào một cái, sau đó đánh thẳng vào ngực La Thần Cơ, mà La Thần Cơ kia cũng đứng ở đó không nhúc nhích, giống như là một khúc gỗ vậy.
La thần cơ bị đánh bay ra ngoài, hóa thành một hắc ảnh biến mất ở chân trời. Không! Nơi chân trời truyền đến tiếng giống giận dữ hoảng sợ của La thần cơ, tiếp theo, một tiếng nổ kinh thiên vang vọng lên ở chân trời. Giết chết cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm trong nháy mắt. Sắc mặt La Bá Đạo và La Thiên kịch biến, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Thời gian chi lực, ngươi không phải là hoàng giả cảnh cửu phẩm, ngươi là bán thánh, không ngờ ngươi lại là cường giả bán thánh, làm sao có thể, nhân tộc ngoại trừ đế quốc đỉnh Hán ta, sao có thể có cường giả bán thánh. La Bá Đạo không thể tưởng tượng nổi nhìn Mạc Lão, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bán thánh. Nghe được hai chữ này, đại trưởng lão ma tộc và Long Hoàng nheo mắt. Hai chữ này có ý nghĩa như thế nào, bọn họ cực kỳ hiểu rõ. Tuy rằng bán thánh có bản chất khác với thánh giả chân chính, thế nhưng bán thánh đã có thể nắm giữ được một phần thời gian chi lực, vậy căn bản không phải cường giả hoàng giả cảnh có thể chống lại. Đương nhiên, quan trọng nhất là tên bán thánh này lại là nhân tộc, chuyện này đối với ma tộc cùng yêu tộc mà nói, chắc chắn chính là một tai họa rất lớn. Mạc Lão nhìn về phía La Tuấn, La Thiên và La Bá Đạo sắc mặt kịch biến, La Bá Đạo vội vàng nói. Các hạ, người đã là nhân tộc, vì sao phải ra tay với nhân hoàng, chẳng lẽ không biết nhân hoàng có quan hệ đến hưng suy của nhân tộc ta sao? Hưng suy. Mạc Lão lắc đầu, nói. Có quan hệ gì với ta? Ta chỉ biết, các ngươi muốn giết đệ tử của ta, nếu như vậy, ta đây cũng giết hậu bối của các ngươi, cho các ngươi nếm thử tư vị bị ỷ lớn hiếp nhỏ. Dứt lời, Mạc Lão nắm quải trượng trong tay chợt dẫm vào hư không một cái, một đạo sóng gợn nhợt nhạt lóe ra, sóng gợn trong nháy mắt đã đi tới trước mặt La Tuấn. La Tuấn kinh hãi gần chết, thân hình La Thiên và La Bá Đạo bên cạnh khẽ động nhưng mà tốc độ của bọn họ lại chậm vô cùng, giống như chậm hơn mấy chục lần, chỉ có thể trơ mắt nhìn sóng gợn kia cắt về phía La Tuấn. Đúng lúc này, một lão giả mặc hoàng bào xuất hiện ở trước mặt. Tốc độ của La Thiên cùng La Bá Đạo đột nhiên khôi phục bình thường. Bán thánh. La Đạo. Nghe tên của lão nhân xuất hiện, thần sắc yêu hoàng ngưng trọng không gì sánh được, bởi vì vị lão nhân này là người mạnh nhất đế quốc đỉnh Hán, cũng là người thủ hộ mạnh nhất của nhân loại. Bởi vì có vị lão nhân này tồn tại, yêu tộc và ma tộc lúc nào cũng không dám xuất binh với nhân tộc. Mà vị này, đã hơn 1.000 năm chưa xuất hiện. Bây giờ, hắn lại xuất hiện. Ánh mắt La Đạo dừng lại trên người Mạc Lão, quan sát Mạc Lão một chút. Sau đó nói, không nghĩ tới nhân tộc ta còn ẩn giấu một vị bán thánh, các hạ rốt cuộc là ai? Thần sắc Mạc Lão thản nhiên, đối với chuyện đế quốc đỉnh Hán xuất hiện bán thánh tựa hồ cũng không kinh ngạc, nói. Lúc trước đã nói, ta cũng chỉ là một lão nhân giữ mộ mà thôi. Không nghĩ tới, đế quốc đỉnh Hán người vì muốn giết đệ tử của ta, không ngờ lại điều động ba hoàng giả cảnh cửu phẩm, một gã bán thánh, ha ha, thật là ngoài dự liệu của ta đấy. Hai mắt La Đạo híp lại, sau một khắc, La Đạo và Mạc Lão đồng thời biến mất ở giữa sân. Quang cảnh xung quanh động lại, mọi người giống như bị thi triển định thân pháp. Qua một khắc đồng hồ, La Đạo và Mạc Lão lại xuất hiện ở giữa sân. Lúc này đây, sắc mặt La Đạo ngưng trọng chưa từng có, bàn tay trong ống tay áo của hắn đang run rẩy. Mà Mạc Lão vẫn vân đạm phong khinh. Rốt cuộc ngươi là ai? La Đạo trầm giọng nói. Mạc Lão đô đáp, đã nói rồi, một lão nhân giữ mộ, còn muốn ra tay sao? Nếu như ra tay, vậy hôm nay hai vị hoàng giả cảnh cửu phẩm còn lại của đế quốc đỉnh Hán ngươi cứ ở lại đây đi. Còn ngươi La Đạo co rụt lại, đột nhiên, hắn nheo mắt một chút, nhìn về phía Mạc Lão, trong mắt có một vẻ khiếp sợ, nói. Ngươi chính là cường giả thần bí xông vào thiên lộ mà rơi xuống kia. Nghe vậy, ngoại trừ yêu hoàng. Mấy đại cường giả còn lại đều khiếp sợ nhìn Mạc Lão. Đối với người thần bí kia, bọn họ đều đã nghe qua nhưng lại chưa từng gặp mặt, cũng không biết đối phương là nhân tộc hay là ma tộc, hoặc yêu tộc, vì đối phương quá thần bí. Thế nhưng mấy người không ngờ rằng, hiện tại người thần bí kia đang đứng ở trước mặt bọn họ, hơn nữa đối phương còn là một vị bán thánh. Sư phụ Dương Diệp là một bán thánh. Giờ này khắc này, da đầu Long Hoàng có chút tê dại. Lúc trước hắn còn muốn giết Dương Diệp nữa. Nếu như lúc đó yêu hoàng không ngăn cản hắn, khiến Dương Diệp bị giết, vừa nghĩ tới bị một bán thánh trả thù, cho dù Hoàng Kim Long Hoàng cao ngạo cũng không khỏi run rẩy trong lòng. Bởi vì nếu như một bán thánh quyết tâm muốn trả thù, trừ phi hai bán thánh liên thủ, không thì đừng nên ngăn cản đối phương.
Mạc lão nhìn La Đạo. Có thể ta không ngăn được ngươi giết đệ tử ta, thế nhưng ngươi cũng không ngăn cản được ta giết người của đế quốc đỉnh Hán ngươi. Ta tin tưởng, nếu như ta ra tay đối phó đế quốc đỉnh Hán của ngươi, hai vị yêu tộc và ma tộc kia nhất định sẽ giúp ta một tay, ngươi cứ nói xem. Các hạ, ngươi là nhân tộc. La Đạo trầm giọng nói. Mạc lão lắc đầu, bảo. Lão phu lẻ loi một mình, chỉ có một đệ tử, nếu hắn chết, sẽ dùng cả nhân tộc bồi táng với hắn là được. Dù sao ngươi trong mắt ta, mạng người đều là vật không đáng tiền, không phải sao? La Đạo trầm tĩnh một lát, sau cùng, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp rồi nói. Chuyện giữa vãn bối để cho vãn bối tự mình giải quyết, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc lão nhìn về đại trưởng lão ma tộc cùng Long Hoàng phía trên đám mây, sau đó nói. Chuyện giữa vãn bối để cho vãn bối tự mình giải quyết, hai vị cảm thấy thế nào đây? Lúc này hai người nào dám nói nửa chữ không? Long Hoàng trầm giọng nói. Đương nhiên. Không có dị nghị. Đại trưởng lão ma tộc cũng bày tỏ thái độ. Mạc lão gật đầu, nói. Nếu đệ tử của ta bị người cùng cấp giết chết, đó là do tài nghệ của hắn không bằng người, ta sẽ không báo thù cho hắn, thế nhưng nếu như ai dám ý lớn hiếp nhỏ với hắn, vậy cũng đừng trách lão phu. La Đạo nhìn Dương Diệp thật sâu một chút, sau đó vung tay phải lên, mang theo mọi người đế quốc đỉnh Hán biến mất ngay giữa sân. Đại trưởng lão ma tộc cũng mang theo mọi người ma tộc rời đi, ở chỗ này, không có chút dị nghị nào. Nhân tộc lại xuất hiện một vị bán thánh, đây đối với ma tộc mà nói cũng không phải chuyện gì tốt, cũng may, bán thánh này không phải là cường giả của đế quốc đỉnh Hán, hơn nữa cũng không hợp với đế quốc đỉnh Hán, nếu không thì sợ rằng ma tộc không có ngày ngóc đầu lên được. Long Hoàng cũng mang theo bộ tộc Hoàng Kim Thần Long rời đi, ngược lại hắn muốn mang theo Hoàng Kim Thần Long siêu cấp bị Dương Diệp luyện chế thành khôi lỗi nhưng nhìn Mục Lão, cuối cùng, hắn không nói gì mà lựa chọn xoay người rời đi. Có vị này ở đây, hắn không muốn tự rước lấy nhục. Cáo từ. Yêu Hoàng gật đầu với Mạc Lão, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Mạc Lão nhìn về phía An Nam Tĩnh Lão Tổ ở một bên, người kia nheo mắt, nói. Ta cũng không có ra tay với đệ tử của các hạ. Mạc lão đáp. Nếu như ta đoán không sai, hôm nay đại nạn của ngươi đã sắp tới nhỉ. Thần sắc An Nam Tĩnh Lão Tổ trầm xuống. Mạc lão lại nói. Quan tài ta đã chuẩn bị xong giúp ngươi, nghĩ đến, rất nhanh ngươi có thể dùng tới. Các hạ có ý gì? An Nam Tĩnh Lão Tổ trầm giọng hỏi. Mạc lão lắc đầu, không để ý An Nam Tĩnh Lão Tổ, xoay người nhìn Dương Diệp, nói. Tình cảnh của ngươi lúc này không tốt chút nào, bởi vì lão thiên này tựa hồ không dung tha cho ngươi. Nếu như ta không đoán sai, khi ngươi muốn đột phá tôn giả cảnh, trở thành hoàng giả cảnh, lão thiên gia có thể sẽ ra tay với ngươi lần nữa. Không chỉ như vậy, từ nay về sau, chỉ cần ngươi còn ở trong phiến thiên địa này, có lẽ ngươi sẽ không may mắn, bởi vì ngươi không hưởng thụ được khí vận của phiến thiên địa này. Dương Diệp lấy ra một giọt nước sinh mệnh cuối cùng, nuốt xuống, sau đó nói. Không sao, Mạc lão, lần này đa tạ người. Mạc lão đáp, nếu như ta không đoán sai, lần này La Tuấn trở lại, nhất định sẽ trở thành hoàng đế của đế quốc đỉnh Hán. Lúc đó, hắn sẽ nắm giữ tam vực tín ngưỡng chi lực, lấy thực lực trước mắt cộng thêm kiếm vực của ngươi, có thể tự bảo vệ mình nhưng tuyệt đối không đối phó được hắn. Nếu như người muốn bảo toàn nam vực, phải nghĩ biện pháp khác. Dương Diệp gật đầu, lần này... Hắn thấy được nội tình và thực lực thực sự của đế quốc đỉnh Hán, hắn biết, muốn đối kháng với đế quốc này rất khó, có điều hắn sẽ không bỏ qua, mà cho dù hắn buông tha, người ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Bây giờ người dự định làm sao? Mạc lão hỏi. Dương Diệp trả lời. Đến giờ chuyện của Trung Vực đã xong xuôi, hôm nay ta nên trở về Nam Vực, mà mấy đại tông môn Nam Vực cũng đến lúc cần loại bỏ thanh trừ. Còn nữa... Ta chuẩn bị quay lại Bách Hoa Cung một chuyến, lúc này đây, ta muốn Bách Hoa Cung bị tiêu diệt hoàn toàn. Mạc lão gật đầu, nói. Sau khi La Tuấn nắm giữ đế quốc đỉnh Hán, nhất định phải chỉnh đốn thế lực nội bộ trong đế quốc đỉnh Hán trước, hẳn là tạm thời không cách nào để ý đến Nam Vực, lúc này tiêu diệt Bách Hoa Cung ngược lại là một thời cơ tốt. Tiểu tử ngươi mau để thăng thực lực đi, nếu không thì chờ sau khi La Tuấn kia nắm giữ tứ vực còn lại. Đến lúc đó sợ rằng ngươi thật sự không phải là đối thủ của hắn. Vâng. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt, hắn biết rõ, lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không cách nào chống lại đế quốc đỉnh Hán, dù cho Mạc lão đứng ở sau lưng hắn,
hắn vẫn không có cách nào chống lại đối phương. Chỉ khi trở thành hoàng giả cảnh hoặc là trở thành là bán thánh mới có thể thực sự khinh thường con quái vật khổng lồ này. Mạc lão mỉm cười, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Ở bên cạnh, An Nam Tĩnh Mão Tổ vung tay lên một cái, hủy bỏ cấm chế trên người An Nam Tĩnh, sau đó nói. Nhà đầu, ta biết ngươi hận ta, thế nhưng ngươi cũng thấy đấy, hai ông cháu chúng ta có đứng ở trước mặt đế quốc đỉnh Hán người ta cũng không chú ý. Lão Tổ không bảo vệ được người bao dâu nữa, cái tính tình này của ngươi, sau này vẫn nên sửa đổi một chút đi. Ai? Nói xong, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. An Nam Tĩnh trầm tĩnh một hồi, sau đó đi tới chỗ Dương Diệp. Thì ra chúng ta vẫn còn quá yếu. An Nam Tĩnh thấp giọng nói. Một màn ngày hôm nay khiến nàng biết, mặc dù nàng và Dương Diệp hầu như đã không còn địch thủ trong tôn giả cảnh. Thế nhưng ở trong mắt cường giả, bọn họ vẫn giống như một con kiến hôi. Tựa như trước kia, cho dù là Dương Diệp hay là nàng, khi đối mặt với những cường giả kia thì cũng không có sức đánh trả. Dương Diệp hít sâu một hơi, nhìn về phía đế quốc đỉnh Hán, sát khí trong mắt giống như thực chất. Lúc này, hắn càng hiểu rõ tầm quan trọng của sức mạnh. Mặc dù có Mạc lão chống lưng, thế nhưng chắc chắn rằng, nếu như vị bán thánh kia muốn giết hắn, Mạc lão căn bản không có cách nào ngăn cản đối phương. Người ta không giết hắn, chỉ là bởi vì không muốn La Tuấn chết mà thôi. Thật là châm chọc quá mà. Quả thực chúng ta vẫn còn quá yếu đấy. Dương Diệp nói, ta muốn bế quan, không đạt được hoàng giả cảnh thì không xuất quan. An Nam Tĩnh nói, ngày đó có thể sẽ đến rất nhanh. Thế nhưng cũng có thể là cả trăm năm sau, thậm chí còn lâu hơn nữa. Đừng có chết nha, ta hy vọng sau khi ta xuất quan vẫn có thể nhìn thấy ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi thật sự đã chết, nhất định ta sẽ báo thù cho ngươi, cho dù người giết ngươi là ai. Nói xong, An Nam Tĩnh liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng An Nam Tĩnh biến mất trong tầm mắt, Dương Diệp đứng im lặng tại chỗ, sau một lúc lâu. Hắn xoay người nhìn về phía Ân Huyên Nhi ở bên kia, sau đó mang 12 cỗ hoàng kim vệ sĩ trả lại cho Ân Huyên Nhi, nói. Bọn ta phải về Nam Vực, người muốn trở về Nam Vực chung với bọn ta hay là muốn tiếp tục ở lại Trung Vực? Ta còn có chút chuyện ở Trung Vực, tạm thời sẽ không quay về Nam Vực đâu. Ân Huyên Nhi đáp. Dương Diệp gật đầu, nói. Vậy sau này gặp lại. Nói xong, hắn dẫn theo lục kiếm giao thân hình khẽ động. Xuất hiện ở trên lưng Hoàng Kim Thần Long. Chỉ trong nháy mắt, Hoàng Kim Thần Long đã biến mất ở phía chân trời. Chờ sau khi Dương Diệp rời đi, Ân Huyên Nhi đi tới một chỗ không người, một bóng đen xuất hiện ở phía sau Ân Huyên Nhi, nếu như Dương Diệp còn ở đây sẽ phát hiện, bóng đen này chính là lâu chủ của ám lâu trước kia. Đáng tiếc, vẫn không thể nào giết chết La Tuấn. Lâu chủ ám lâu nói, nếu như La Tuấn chết đi, đế quốc đỉnh Hán ở Tong vực nhất định sẽ đại loạn, những chu vực còn lại nhất định sẽ tiến đánh Trung vực, nuốt chửng con quái vật khổng lồ này. Yêu tộc cùng ma tộc chắc chắn sẽ nhúng tay vào, khi đó, thương quốc chúng ta có thể thừa loạn vùng lên, ai, không nghĩ tới, đế quốc đỉnh Hán này vì giết Dương Diệp và bảo vệ La Tuấn, không ngờ lại điều động một bán thánh cùng ba gã cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm. Đúng là đáng tiếc. Thần sắc Ân Huyên Nhi lạnh lẽo, nói. Nếu như ta đoán không sai, Càn Khôn Đồ có lẽ đã ở trên người Dương Diệp. Vậy vì sao công chúa không ra tay đoạt lại? Lâu chủ ám lâu hỏi. Ân Huyên Nhi nhìn thoáng qua lâu chủ của ám lâu, nói. Người nghĩ bây giờ chúng ta có thể đối kháng được một vị bán thánh sao? Cho dù Dương Diệp không có sư phụ là bán thánh, ta cũng không muốn tùy tiện đối địch với hắn. Còn nữa, lần này La Tuấn trở lại đế quốc đỉnh Hán, nhất định sẽ trở thành hoàng đế của đỉnh Hán. Sau khi hắn nắm giữ đế quốc đỉnh Hán, nhất định sẽ ra tay với Bắc Vực, sau đó lại đối phó Nam Vực. Bắc Vực là căn cứ địa chúng ta đã dày công kinh doanh, không thể mất được, người phái người thông báo cho Hoàng đế đế quốc Nam Thiên Bắc Vực, bảo hắn đứng ra kết minh với đế quốc Đại Tần Nam Vực và đế quốc Huyền Thú, mọi người liên hợp với nhau đối kháng đế quốc đỉnh Hán. Sợ rằng không ngăn cản được La Tuấn, lâu chủ ám lâu trầm giọng nói. Ân Huyên Nhi trả lời. Ngăn cản được. Chỉ cần Càn Khôn Đồ không rơi vào tay La Tuấn, hắn sẽ không thể dễ dàng chinh phục Bắc Vực và Nam Vực. Lâu chủ ám lâu gật đầu, sau đó nói. Công chúa, quốc sư có báo lại, Dương Diệp kia là người bị trời đố kỵ, mong rằng công chúa bớt tiếp xúc thì tốt hơn. Ân Huyên Nhi trầm mặc một lát,
sau đó nói. Việc này ta tự có quyết định, đi xuống đi. Vâng. Chấm chấm chấm. Trên lưng Hoàng Kim Thần Long. Dương Diệp vung tay phải lên, đạo bào lão nhân xuất hiện ở trước mặt hắn, đạo bào lão nhân quan sát bốn phía, sau đó thở dài một hơi, nói. Bán thánh, không nghĩ tới thế gian này còn có hai cường giả như vậy. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi nghìn vạn lần không được để cho bọn họ biết sự tồn tại của ta, nếu không thì bọn họ tuyệt đối sẽ giết ngươi giành bảo vật. Có thể bọn họ còn coi thường ngươi nữa đó. Dương Diệp lãnh đạm nói. Nói bậy. Đạo bào lão nhân tức giận nói. Ngươi có biết một tiên thiên đạo khí có khí linh hoàn chỉnh có ý nghĩa như thế nào không? Nếu như ta nhận bọn họ làm chủ, thực lực của bản thân bọn họ không chỉ có thể tăng nhiều, lại còn có thêm một gã tay chân hoàng giả cảnh, đồng thời tên tay chân này còn có công hiệu cải trang thành càn khôn vạn vật, ngươi nghĩ bọn họ sẽ không động lòng sao? Đừng nói là bán thánh, cho dù là Lưu Vân thánh giả năm đó cũng động lòng, nếu không thì ta cũng không bị cầm tù nhiều năm như vậy. Vậy chẳng phải là nói, cho dù ta chiếm được ngươi cũng không thể dùng tới ngươi sao? Dương Diệp hỏi. Đạo bào lão nhân đáp. Tốt nhất ta vẫn không nên lộ diện trước mặt người khác, bởi vì hiện nay trên đời, trong tiên thiên đạo khí, sợ rằng chỉ có ta là đầy đủ nhất. Tuy rằng ta không thể lộ diện trước mặt người khác nhưng ta có thể biến thành càn khôn đồ, giúp ngươi nắm giữ càn khôn đồ, giúp ngươi cải trang. Cũng được. Dương Diệp gật đầu, nói. Chưa đến lúc bất đắc dĩ, ta cũng không muốn dựa dẫm vào người khác. Đạo bào lão nhân gật đầu, do dự một chút, sau đó nói. Hôm nay ta mới vừa thoát khỏi nguy hiểm, muốn đi dạo quanh thế giới này, không phải ta muốn chạy trốn, thời điểm ngươi đến cần ta, chỉ cần ý nghĩ vừa động, với thực lực của ta, cho dù cách xa hai vực cũng có thể tới trong chốc lát. Đương nhiên, nếu như ngươi không đồng ý thì thôi vậy. Dương Diệp nói. Không có gì không đồng ý. Ngươi muốn đi xem thế giới này, vậy đi đi. Hắn tuyệt đối không sợ đối phương bỏ trốn, bởi vì cấm chế trên thân thể đối phương có thể là do một cường giả thánh giả cảnh tạo ra, trừ khi có cường giả thánh giả cảnh giúp đỡ, nếu không thì đối phương căn bản không có khả năng thoát khỏi linh hồn cấm chế kia. Đạo bào lão nhân nhìn Dương Diệp một chút, sau đó cười nói. Không tệ, ngươi tốt hơn tên khốn Lưu Vân thánh giả kia nhiều. Nói xong, thân hình lóe lên. Trực tiếp biến mất trong không trung. Hắn chính là càn khôn đồ. Lúc này, Lục Kiếm Giao ở một bên đột nhiên hỏi. Dương Diệp gật đầu, nói. Thương thế của người thế nào rồi? Lục Kiếm Giao trả lời. Không có gì đáng ngại, cũng may là có nước sinh mệnh, không thì cho dù ta không chết, sợ rằng cũng phải trở thành một phế nhân. Dương Diệp nói. Sau này đừng ngốc như vậy, biết chưa? Ngươi cứu ta nhiều lần như vậy. Thấy ngươi gặp nguy hiểm, sao ta có thể ngồi yên không quan tâm được chứ? Lục Kiếm Giao cười nói. Chẳng qua là thực lực của ta thực sự quá kém, không chỉ không giúp được ngươi mà còn trở thành gánh nặng của ngươi. Dương Diệp nói. Được rồi, chúng ta không nói những chuyện này nữa, sắp đến Nam Vực rồi, nếu như ngươi nguyện ý, đến Kiếm Tông với ta đi, chỗ đó đều là tu kiếm, hẳn là ngươi sẽ thích đó. Thê tử ngươi là tông chủ Kiếm Tông hiện nay sao? Lục Kiếm Giao đột nhiên hỏi. Dương Diệp gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Kiếm Tông, Thanh Thi. Vũ Tịch, còn có đứa trẻ chưa ra đời kia. Lục Kiếm Giao nhìn Dương Diệp một chút, cắn môi một cái, không nói gì. Qua một lát, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, tâm tư chìm vào trong cơ thể. Có biết bây giờ ngươi yếu bao nhiêu không? Tiểu cô nương lạnh lùng nhìn Dương Diệp, hỏi. Dương Diệp gật đầu, nói. Ta biết đối với những bán thánh và huyền giả hoàng giả cảnh cửu phẩm đó mà nói, ta rất yếu, thế nhưng lão đại à, người tự suy nghĩ một chút đi, ta mới tu luyện bao lâu? Bọn họ tu luyện bao lâu? Yếu chính là yếu, không nên mượn cớ nhiều như vậy. Tiểu cô nương nói, Dương Diệp, người phải nhanh chóng tiến tên hoàng giả cảnh, sau khi trở thành hoàng giả cảnh, với thực lực của người và kiếm vực, cho dù là cường giả bán thánh cũng đừng mong tùy tiện giết ngươi. Trên mặt tiểu cô nương lần đầu lộ ra vẻ nghiêm túc. Bây giờ người mạnh cỡ nào? Dương Diệp hỏi. Tiểu cô nương im lặng một hồi, sau đó nói. Dù sao mấy vị lão đầu trước kia ta đánh không lại, nếu như ta khôi phục thực lực, ta có thể đánh thắng được. Dương Diệp hiểu, tiểu cô nương này có thể đối phó cường giả hoàng giả cảnh bình thường, thế nhưng cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm thì nàng không thể đánh lại.
Trầm tĩnh một lát, Dương Diệp nói. Vòng xoáy nhỏ kia đến tột cùng có ích lợi gì? Tiểu cô nương nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Nó gọi là Hồng Mông Tháp, là bảo vật của Ngưu Tị Tử lão đạo ở thế giới kia của ta, nó có rất nhiều tác dụng, có thể trấn áp ma đầu, cũng có thể trấn áp một thế giới. Quan trọng nhất là nó có thể tạo ra Hồng Mông Tử khí, cải thiện thể chất của một người. Trước kia ta đã nói với ngươi, mặc dù ngươi có thể đến cảnh giới bây giờ trong thời gian ngắn như vậy, cũng là bởi vì tư chất cùng thể chất của ngươi đã được cải biến. Bây giờ ta có thể nắm giữ nó sao? Dương Diệp hỏi. Tiểu cô nương tắc đầu, nói. Cũng không thể, nếu ngươi đạt được hoàng giả cảnh thì có thể thử một lần, thế nhưng sợ rằng rất khó, nó không phải là thứ mà tiên thiên đạo khí của thế giới các ngươi có thể so sánh được. Dương Diệp lại nói. Ngươi cũng biết. Thực lực của hai chúng ta bây giờ đều quá yếu, hết lần này tới lần khác chúng ta lại đang trên một cái thuyền. Cho nên, nếu như ngươi có biện pháp, cũng đừng giấu, giúp ta trở nên mạnh mẽ đi, nếu không thì có thể ngươi không thể quay về giải ngân hà gì đó đâu. Tiểu cô nương nói, dục tốc bất đạt, đối với ngươi không có chỗ nào tốt, hiểu chưa? Dương Diệp thấp giọng thở dài, đương nhiên hắn biết rõ, chỉ là cái loại cảm giác vô lực này, hắn thật sự không muốn trải qua nữa. Đúng lúc này, trong vòng xoáy nhỏ đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Dương Diệp sửng sốt, tiểu cô nương kia cũng lập tức thay đổi sắc mặt, phức tạp nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Nó cho ngươi đi vào, xem ra nó cũng biết, hiện tại ngươi quá yếu. Nghe vậy, Dương Diệp vui vẻ, nói. Vậy có nghĩa là nó sẽ giúp ta trực tiếp tăng lên tới hoàng giả cảnh, hơn nữa còn là loại thăng tiến không có chút tác dụng phụ nào. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tiểu cô nương lạnh lùng nói. Ngươi thu hồi cái loại tâm tư này của ngươi đi, để trở nên mạnh mẽ thì không có đường tắt, làm đến nơi đến chốn mới là quan trọng nhất, nếu không thì tương lai sẽ khiến cho ngươi hối hận muốn chết. Dương Diệp nhún vai, nói. Biết rồi. Mau vào đi thôi, ngược lại ta thật tò mò, rốt cuộc nó tìm ngươi là muốn làm gì. Tiểu cô nương nói. Dương Diệp gật đầu. Vòng xoáy nhỏ này ngây ngốc trong cơ thể hắn lâu như vậy, lần đầu tiên chủ động liên hệ với hắn, hắn cũng muốn biết đối phương tìm hắn làm cái gì. Dương Diệp đi vào cánh cửa kia, bên trong chỉ thấy một mảnh trắng xóa, nhìn không rõ bất kỳ vật gì. Giống như đã nhận ra điều gì, Dương Diệp nhéo nhéo mặt mình, lập tức trong mắt Dương Diệp lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện lúc này hắn hoàn toàn không phải do ý nghĩ của mình tự huyễn hóa ra mà tiến vào chỗ này chính là bản thể thật sự của hắn. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao mình có thể đi vào vòng xoáy nhỏ trong cơ thể mình? Dương Diệp nghi vấn đầy đầu. Đột nhiên, một tòa tiểu tháp màu đen to bằng cánh tay người trưởng thành xuất hiện trong tầm mắt Dương Diệp. Tiểu tháp trước mắt Dương Diệp chậm rãi lớn lên rất nhanh, chỉ trong chốc lát, một tòa tháp rộng mấy trăm trượng, dài gần nghìn trượng xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Một luồng khí thế hồng hoang cực kỳ kinh khủng đập vào mặt. Dưới luồng hơi thở này, gần như Dương Diệp không có chút sức phản kháng nào, quỳ xuống mặt đất. Có điều, lúc hai chân Dương Diệp muốn chạm xuống mặt đất thì cửu trọng kiếm ý từ trong cơ thể hắn bừng lên, không chỉ có kiếm ý, kiếm vực cũng thi triển ra. Kiếm ý và kiếm vực cùng nhau thi triển làm cho Dương Diệp không quỳ xuống mặt đất. Dương Diệp cảm thấy giống như có một ngọn núi lớn vô hình đè lên người của hắn, loại áp lực kia làm cho xương cốt cả người hắn đều kêu răng rắc, thậm chí ngay cả hít thở cũng khó khăn. Hắn muốn đứng lên, thế nhưng tất cả đều phí công. Áp lực càng ngày càng nặng, đầu gối Dương Diệp chỉ cách mặt đất không tới 20 cm. A! Dương Diệp ngửa đầu gầm lên giận dữ, xuất ra sức mạnh toàn thân đối kháng cô áp lực kia. Đời này của hắn, chưa từng quỳ với trời, cũng chưa từng quỳ với đất, bắt hắn quỳ xuống. Cho dù chết cũng không có khả năng. Quỳ ích đệ uống có ý nghĩa như thế nào? Có nghĩa là chịu thua, có nghĩa là thần phục. Có nghĩa là từ bỏ. Kiếm đạo của hắn là cái gì? Là dũng cảm tiến tới, là dù bẻ cũng không xê dê cong, là vĩnh viễn không từ bỏ. Vì vậy, dù thế nào chắc chắn hắn cũng sẽ không quỳ xuống. Cô áp lực kia không tiếp tục mạnh lên, thế nhưng cũng không yếu đi mà là duy trì loại trạng thái như hiện tại. Mấy lần Dương Diệp muốn đứng lên, thế nhưng trên người nặng như vạn cân, đừng nói đứng lên, hắn có muốn nhúc nhích cũng gặp trở ngại. Dương Diệp điên cuồng thúc giục kiếm ý chống cự lại cô áp lực kia, có điều hiệu quả rất nhỏ, cũng chỉ có thể duy trì cho hắn không tiếp tục quỳ xuống. Vì muốn khiến mình thanh tỉnh,
Dương Diệp cắn đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt làm cho đầu hắn vẫn luôn duy trì trạng thái thanh tỉnh. Ken két. Một tiếng động nhỏ vang lên trên người Dương Diệp, tiếp theo, vô số tiếng vang thanh thúy như tiếng pháo không ngừng vang lên trên đầu Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp hiện ra vẻ kinh hãi, bởi vì xương cốt cả người hắn đang đứt thành từng khúc. Cái tháp này rốt cuộc muốn làm cái gì? Rất nhanh, Dương Diệp tê kiệt ngã trên mặt đất, bởi vì xương cốt cả người hắn đã vỡ vụn thành từng mảnh rồi. Không chỉ có đầu khớp xương, kinh mạch toàn thân hắn cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Hoàn toàn xong rồi. Đây là suy nghĩ của Dương Diệp lúc này, hắn không biết cái tháp này rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì, thế nhưng hắn biết rõ, lần này hắn trở thành phố nhân thật sự, dù cho là nước sinh mệnh kia sợ rằng cũng không chữa trị được. Quan trọng nhất là lúc này hắn tại thanh tỉnh, xương cốt cùng kinh mạch toàn thân bị đứt từng khúc, vỡ nát, loại đau nhức này làm cho Dương Diệp muốn kêu thảm thiết. Thế nhưng bây giờ ngay cả khí lực há miệng hắn cũng không có. Mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc. Dương Diệp kinh hãi phát hiện, lúc này da tay của hắn lại giống như đang lột da. Đau, đau đến tận xương tủy luôn đấy. Loại đau nhức này so với U Minh Quỷ Hỏa lúc trước còn kinh khủng hơn gấp 10 lần nữa. Dương Diệp thăm hỏi tổ tông 18 đời của phá tháp này một lần, giết người không để đầu chạm xuống đất, không nên dằn vặt người như thế chứ. Rất nhanh, Dương Diệp trở thành một huyết nhân, có điều vẫn chưa tắt thở. Lúc này, của tầng thứ nhất tòa cự tháp kia chậm rãi mở ra, tiếp theo, một luồng khí màu tím bay ra từ trong đó. Luồng khí màu tím bay tới trước mặt Dương Diệp, sau đó bao lấy Dương Diệp ở bên trong, tiếp theo Dương Diệp cảm nhận được dường như trong cơ thể mình đang phát sinh biến hóa gì đó, lúc mới đầu nhìn không ra, thế nhưng rất nhanh hắn đã cảm nhận được. Xương cốt trong cơ thể hắn đã được nối lại một lần nữa. Cái tháp này muốn tái tạo gân cốt cho mình. Ánh mắt Dương Diệp lộ ra vẻ mừng rỡ. Thời gian trôi qua từng chút một, xương cốt trong cơ thể của Dương Diệp đang dài ra từng chút, chỉ có điều khi xương cốt mọc ra lần nữa cũng không phải màu trắng mà là màu tím đậm. Không chỉ có khớp xương, cho dù là kinh mạch được tái tạo một lần nữa thì cũng hiện ra màu tím, hơn nữa kinh mạch màu tím kia so với kinh mạch trong cơ thể Dương Diệp thì lớn hơn rất nhiều. Rất nhanh, da của Dương Diệp cũng dần dần mọc ra lại, cũng may. Da là màu bình thường chứ không phải màu tím. Dương Diệp đứng dậy, dưới sự hoạt động của bản thân, xương cốt cả người tí tách vang dội. Nhìn thân thể của mình một chút, Dương Diệp đưa tay sờ sờ ngực, không có chút dị dạng nào. Trầm ngâm trong chốc lát, Dương Diệp đánh một quyền ra trước mặt. Dương Diệp nắm chặt tay lại, không khí bị vỡ nát trong nháy mắt, không gian vặn vẹo một trận, tạo ra một vết rách. Thật mạnh! Dương Diệp nhìn quả đấm của mình một chút. Trong mắt lóe ra vẻ phấn khích. Hắn chỉ tùy tiện đánh một quyền là có thể đánh không gian rách tả tơi, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là sức mạnh trong một quyền này của hắn đã đạt được một ít uy lực. Đưa tay nắm chặt, chỉ phong kiếm xuất hiện trong tay hắn, nắm chỉ phong kiếm trong tay, Dương Diệp không chút suy nghĩ mà đâm tới cánh tay của mình. Keng! Một âm hưởng thanh thúy vang lên trong sân. Dương Diệp nhìn cánh tay một chút, chỗ đó không có chút tổn thương nào. Ngay cả chút dấu vết cũng không có. Bây giờ thân thể mình đã mạnh mẽ đến mức độ này rồi. Dương Diệp có phần không tin nổi. Thân thể hắn bây giờ, sợ rằng không hề yếu hơn nhân hoàng giáp chút nào, thậm chí còn mạnh hơn. Nói cách khác, thân thể của hắn, kỳ thực đã không kém một vài cường giả hoàng giả cảnh. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía tòa tháp kia, trên cửa tầng thứ nhất viết ba chữ lớn, Hồng Mông Tháp. Dương Diệp trầm ngâm trong chốc lát. Sau đó đi vào trong cửa. Lúc mới vừa đi tới cửa, đột nhiên Dương Diệp dừng bước, bởi vì nhân hoàng ra, nhân hoàng ấn trên người của hắn đột nhiên bay ra từ trong cơ thể. Hai món tiên thiên đạo khí rung động kịch liệt, tựa hồ không dám vào cửa. Lúc này, một con rồng nhỏ màu vàng bay ra từ trong nhân hoàng giáp, thân hình con rồng vàng nhỏ lóe lên, rơi xuống vai Dương Diệp, hai móng gắt gao bám vào bả vai Dương Diệp, sau đó hai mắt sợ hãi nhìn vào trong cửa. Lòng não kia không ngừng đong đưa, tựa hồ đang bảo Dương Diệp không nên đi vào. Dương Diệp nhướng mày, linh vật có linh tính, theo bản năng bài xích những thứ có tính uy hiếp đối với nó. Nói cách khác, bên trong cánh cửa kia có vật gì gây bất lợi cho rồng nhỏ màu vàng này, hay là có thể uy hiếp được rồng nhỏ màu vàng. Ha ha, thế nào, đã đến cửa còn không đi vào. Đúng lúc này, bên trong cửa truyền đến một tiếng cười khẽ. Nghe thấy vậy. Còn người Dương Diệp kịch liệt co lại, bên trong cánh cửa này lại có người.
Có người. Lại có người. Dương Diệp hít sâu một hơi, ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, bước vào bên trong cánh cửa kia. Bên trong cửa, một lão giả tóc trắng mặc đạo bào lam bạch sắc, trong tay cầm một cây phất trần đang cười khanh khách nhìn hắn. Dương Diệp phát hiện thân thể của lão giả chỉ là ảo ảnh. Đây là linh hồn của một cường giả. Trong lòng Dương Diệp tràn đầy nghi hoặc. Lão giả tóc trắng đánh giá Dương Diệp, sau đó cười nói. Chuyện thế gian quả nhiên là rất kỳ diệu, Hồng Mông Tháp ta đây lại công nhận một người dị giới, thật là thú vị. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp rất kinh ngạc, nói. Tiền bối là chủ nhân vòng xoáy, không, là chủ nhân Hồng Mông Tháp này. Đã từng là vậy. Lão giả tóc trắng cười nói. Thế nhưng bây giờ không phải, bởi vì nó đã nhận ngươi rồi, cho nên giờ ngươi mới là chủ nhân của nó. Có điều thật đáng tiếc, lúc này thực lực của ngươi quá yếu, chỉ có thể miễn cưỡng mở ra tầng thứ nhất thôi. Nhưng mà cũng chả sao cả, hôm nay ngươi đã được Hồng Mông tử khí tái tạo gân cốt và thân thể, có thể thấy được, tương lai không lâu sau ngươi có thể mở ra tầng thứ ba, lấy được thần thông chi thuật, sau đó bước ngang qua tinh hà, đi tới giải ngân hà của ta. Tầng thứ nhất, tầng thứ ba. Vẻ mặt Dương Diệp kinh ngạc. Hồng Mông Tháp tổng cộng có 9 tầng, một tầng một cấp, hôm nay ngươi đã mở ra tầng thứ nhất, nói cách khác, bây giờ ngươi là chủ nhân trời đất này, tầng thế giới này cũng sẽ không nhỏ hơn so với đại lục huyền giả các ngươi. Nếu như ngươi có hứng thú, mai mốt có thể dẫn người tới thế giới này sinh sống. Lão giả tóc trắng cười giải thích. Dương Diệp hít ngược một hơi khí lạnh, thế giới bên trong tháp này lại không nhỏ hơn đại lục huyền giả. Mình là chủ nhân thế giới này. Không phải mình đang nằm mơ chứ? Nhìn Dương Diệp đang khiếp sợ, lão giả tóc trắng cười nói. Thế giới của các ngươi tương đối lạc hậu so với những thế giới khác, đủ loại thần thông không thể tưởng tượng nổi ở chỗ các ngươi sẽ cảm thấy khó mà tưởng tượng được, đây là chuyện rất bình thường. Có điều, rất nhanh ngươi sẽ có thể thích ứng, bởi vì ngươi có Hồng Mông Tháp, tương lai sẽ càng thấy được nhiều chuyện mà dưới cái nhìn của ngươi sẽ là khó mà tưởng tượng được. Một lát sau, Dương Diệp đè nén khiếp sợ trong lòng, nói. Tiền bối, người nói cái tháp này một tầng một cấp, nói cách khác, bên trong tháp này cũng có 9 cấp. Lão giả tóc trắng gật đầu, nói. Một tầng một cấp, linh khí tầng sau cũng đầy đủ hơn so với tầng trước. Nói như vậy, nếu như ở tầng một các ngươi tu luyện đến thánh giả cảnh cân 1.000 năm, thế nhưng trong tầng 2, có thể chỉ cần 900 năm, ở tầng 9, nếu như tư chất tốt một chút, sợ rằng. Không cần tới 100 năm. Dương Diệp lần thứ hai hít ngược một hơi khí lạnh, Hồng Mông Tháp này quá kinh khủng rồi, so với cái tháp này, nhân hoàng kiếm gì đó, tiên thiên đạo khí gì đó, hoàn toàn đều là cặn bã trong cặn bã đấy. Dương Diệp nói, tiền bối, vãn bối không rõ, người và cái tháp này đều không phải là người và vật của thế giới chúng ta, vì sao các người lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa tại sao tiểu tháp này lại chọn ta? Lão giả tóc trắng trả lời. Bởi vì một lần ngoài ý muốn, năm đó tiểu nha đầu kia tới trộm đan dược của ta, trùng hợp phát hiện cái tháp này, nàng liền mượn gió bẻ măng mang đi. Đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì cái tháp này cũng muốn đi ra ngoài, cho nên hai người bọn họ hợp ý với nhau. Chẳng qua là khi xuyên qua thế giới, hai tiểu tử kia không khống chế tốt sức mạnh, cuối cùng rơi vào trong một cái hắc động siêu cấp, tiếp theo thì đến nơi này. Thì ra tiểu cô nương kia mới là đầu sỏ gây nên à. Dương Diệp có chút buồn cười. Lão giả tóc trắng lại nói. Về phần vì sao chúng nó chọn người, ha ha, ta chỉ có thể nói tà thiên ý, bởi vì trên người người có huyết mạch viêm hoàng, ta cũng thật tò mò, trong vô số vũ trụ ở đây, tại sao lại có người có huyết mạch viêm hoàng? Đáng tiếc, hôm nay ta chỉ là một luồng ý nghĩ tiến đến nơi này, không cách nào tiến vào dòng chảy kịch sử để thăm dò. Ta có huyết mạch viêm hoàng. Dương Diệp càng nghe càng không hiểu. Lão giả tóc trắng cười nói. Biết tại sao người lại bị trời đất thế giới này bài xích không? Bởi vì có lẽ bản thân người cũng không phải người của thế giới này, trước đây người quá yếu ớt, trời đất không thể phát hiện. Hôm nay, thực lực của người đạt tới trình độ nhất định, trời đất này đã nhận ra, cho nên, đương nhiên nó không thể nào tha cho người, bởi vì đối với phiến thiên địa này mà nói người chính là một kẻ xâm lược, một kẻ ngoại lai. Thì ra là thế. Dương Diệp hiểu một chút. Vốn dĩ hắn cho rằng bởi vì trời đất này có quan hệ với La Tuấn nên mới không tha cho mình, không nghĩ tới thì ra là do mình có thể không phải là người của thế giới này, cho nên nó mới ra tay đối phó với mình. Chỉ là,
nếu mình thật sự không phải là người của thế giới này mà là cùng một thế giới với tiểu cô nương và lão giả trước mắt. Vậy mẹ mình và cả muội muội thì sao? Dương Diệp có chút mờ mịt. Lúc này, lão giả tóc trắng lại nói. Trong Hồng Mông Tháp, mỗi một tầng đều có một vài thứ ta cất giữ lúc đầu, tầng thứ nhất là Hồng Mông tử khí chính tông nhất mà ta giữ, Hồng Mông tử khí kia cũng không phải là thứ mà tử khí trong cơ thể ngươi hôm nay có thể so sánh, nó là thứ ta dùng ngàn năm chắt lọc và luyện hóa mới hình thành, vốn là chuẩn bị cầm tới luyện đan, thế nhưng không nghĩ tới lại để cho ngươi được lợi. Hôm nay thân thể của ngươi đã đạt cảnh giới bất tử bất diệt, cho dù hồn phách ngươi bị diệt, thế nhưng thân thể vẫn có thể trường tồn thế gian. Dương Diệp sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng, người ta tìm 1000 năm mới làm ra đã bị mình nuốt rồi, điều này thật sự là có chút ngượng ngùng đó. Nhưng mà lúc này trong lòng hắn cũng đã vui vẻ nở hoa rồi. Lão giả tóc trắng tiếp tục nói. Trong tầng thứ hai, ta cất một ít đan dược cùng tiện khí, những thứ kia có trợ giúp rất lớn đối với người, thế nhưng với thực lực của người lúc này, căn bản không có cách nào mở ra tầng thứ hai, trừ phi người đạt được hoàng giả cảnh gì đấy của thế giới các ngươi. Khi đó có lẽ có khả năng. Trong tầng thứ ba là một ít đạo gia thần thông tiện thuật của ta, có điều, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn ngươi không cách nào thu được. Vậy tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ chín thì sao? Dương Diệp hỏi. Lão giả tóc trắng cười nói. Tiểu tử tham lam kia, đừng mơ cao quá nữa, mai mốt khi năng lực của người đạt tới, chắc chắn người sẽ biết đồ vật bên trong. Hiện tại, nhớ thật kỹ lời ta sắp nói sau đây. Thứ nhất, người phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, mở ra tầng thứ hai, thu được đan dược cùng tiện khí bên trong, bởi vì thế giới này của các ngươi đã gần đến biên giới hủy diệt, người phải có thực lực mạnh mẽ mới có thể tự bảo vệ mình. Thứ hai, bảo vệ thất nha đầu thật tốt, chờ sau khi người mở ra tầng thứ ba, học được tiến thuật thần thông bên trong, đưa nàng bình an trở về nhà, hứa là người và nàng cùng nhau về nhà. Lấy thực lực của tiền bối, lẽ nào không có cách đưa nàng đi sao? Dương Diệp hỏi. Lão giả tóc trắng lắc đầu, nói. Hiện tại đứng ở trước mặt ngươi chỉ là một luồng ý nghĩ của ta, vì tìm nha đầu kia, vô số thế giới trên vũ trụ đều có ý nghĩ của ta. Nếu ý nghĩ của ta có thể bình an trở lại thế giới của mình, ta đây đương nhiên có thể đi ngang qua tinh hà, đến đưa nàng đi. Thế nhưng nếu như không thể bình an trở lại thế giới của ta thì sao? Xuyên qua tinh hà mênh mông. Không chỉ cần phải hao phí thời gian rất dài mà còn tràn đầy vô số nguy hiểm. Cho nên, ta chỉ có thể giao nha đầu kia cho ngươi, hiểu chưa? Dương Diệp gật đầu, nói. Vãn bối được nhiều chỗ tốt của tiền bối như vậy, giúp tiền bối làm một vài việc đương nhiên là được. Tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, tranh thủ mở ra tầng thứ ba sớm một chút, sau đó đưa nàng trở về. Lão giả tóc trắng gật đầu cười, nói. Ta chỉ là một luồng ý nghĩ, trên người không cách nào mang theo vật phẩm, không thể nào tặng ngươi bảo vật gì được, có điều, những phương diện khác vẫn có thể giúp ngươi một chút. Ta thấy ngươi sử dụng kiếm, đồng thời thiên phú kiếm đạo còn rất không tệ, đã như vậy, ta đây giúp ngươi để thăng kiếm đạo lên một tầng. Dứt lời, trên người lão giả tóc trắng tản mát ra một luồng uy áp kinh khủng bay về phía Dương Diệp, uy áp này mạnh không kém gì uy áp lúc trước nhưng bởi vì thân thể Dương Diệp lúc này đã mạnh hơn rất nhiều so với trước kia, cho nên hắn chĩa vào cỗ uy áp này, chẳng qua là còn chưa phải dễ chịu. Thi triển ra kiếm ý của ngươi. Lão giả tóc trắng nói. Nghe vậy, Dương Diệp vội vã thi triển ra kiếm ý chống lại cỗ uy áp này nhưng mà kiếm ý cũng không khiến uy áp trên người của hắn giảm bớt, ngược lại, hắn cảm giác uy áp trên người càng ngày càng kinh khủng. Dần dần. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra trên trán Dương Diệp, lại qua hơn 10 giây, toàn thân Dương Diệp đều bị mồ hôi lạnh xâm thấu. Dương Diệp phát hiện, kiếm ý của hắn tựa hồ đang biến hóa, dưới cỗ uy áp này, hắn cảm thấy kiếm ý của mình đang không ngừng biến hóa rõ ràng. Phát hiện này khiến Dương Diệp vui vẻ, hắn biết, lão giả trước mắt này có thể sẽ khiến kiếm ý của hắn tăng thêm một tầng, giúp hắn đạt được kiếm ý đại viên mãn. Nghĩ vậy. Dương Diệp điên cuồng thi triển ra kiếm ý đối kháng cỗ uy áp kia. Không biết qua bao lâu, uy áp trên người Dương Diệp biến mất. Am! Trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra vô số mảnh kiếm lớn cỡ ngón tay, những mảnh kiếm này nhìn rất chân thực nhưng lại như ảo ảnh, hư hư thật thật khiến người ta không phân rõ. Mảnh kiếm càng ngày càng nhiều, đến sau cùng, lấy Dương Diệp làm trung tâm, trong phạm vi mấy trăm trượng đều là mảnh kiếm thật nhỏ, đồng thời những mảnh kiếm nhỏ còn càng ngày càng nhiều. Kiếm ý đại viên mãn,
vạn vật đều có thể là kiếm. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra vẻ phấn khích, mảnh kiếm nhỏ xíu này, uy lực của mỗi một mảnh đều tuyệt đối không kém thiên cấp huyền bảo, lúc này hắn cực kỳ tự tin, chỉ cần sử dụng kiếm ý có thể chém giết cường giả tôn giả cảnh ngũ phẩm, giống như lúc đầu sau khi nhiều loại ý nghĩ của An Nam tính hợp nhất thì một tiếng, cút, liền đánh bay Vân lão kia. Dương Diệp cung kính thi lễ với lão giả tóc trắng, nói. Đa tạ tiền bối. Lão giả tóc trắng mỉm cười, sau đó nói. Hy vọng có thể gặp mặt sớm một chút, sau này còn gặp lại. Nói xong, lão giả tóc trắng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sau khi lão giả tóc trắng rời đi, Dương Diệp đứng tại chỗ trầm tĩnh một lát, tất cả những gì phát sinh hôm nay giống như ta đang nằm mơ. Huyết mạch viêm hoàng, kiếm ý đại viên mãn, một tầng một cấp. Một lúc lâu, Dương Diệp lắc đầu cười, không nghĩ những thứ này nữa, tâm niệm vừa động, thối lui ra khỏi Hồng Mông Tháp. Dương Diệp, rốt cục ngươi cũng xuất hiện. Lúc Dương Diệp xuất hiện ở trên lưng Hoàng Kim Thần Long, thấy Lục Kiếm Giao kia có nét mặt lo lắng. Dương Diệp vừa muốn nói gì, Lục Kiếm Giao cũng vội vàng nói. Đừng giải thích, hiện tại không có thời gian. Mau, chúng ta mau trở lại Nam Vực, cha ta gửi truyền âm phù tới, nói rằng Nguyên Môn, Quỷ Tông, Bách Hoa Cung, còn có Hạo Nguyệt Tông liên hợp với nhau, đột nhiên phát động tập kích Kiếm Tông, lúc này sợ rằng Kiếm Tông đã sắp không chịu nổi. Nghe vậy, một vẻ dữ tợn trong nháy mắt hiện lên trên gương mặt Dương Diệp. Nam Vực. Lúc này Kiếm Tông đã bị đệ tử của bốn đại tông môn Nguyên Môn, Quỷ Tông, Bách Hoa Cung, Hạo Nguyệt Tông bao vây, nếu như không phải nhờ đế quốc Đại Tần cùng đế quốc Huyền Thú tương trợ, lúc này sợ rằng Kiếm Tông đã sớm bị công phá. Trong hư không, hai tay Nguyên Thiên chắp sau lưng, đối diện với hắn là ba vị trưởng lão Bách Hoa Cung, còn có tông chủ Quỷ Tông, tông chủ Hạo Nguyệt Tông. Nguyên Thiên nói, Thiên trưởng lão, người xác định Dương Diệp kia chắc chắn sẽ chết sao? Thần sắc Thiên Hoa Cốt âm trầm, nói, chắc chắn hắn sẽ chết. Nhân chủ đã triệu tập hơn 20 vị siêu cấp cường giả tôn giả cảnh cửu phẩm để đối phó hắn, không chỉ như vậy, đế quốc đỉnh hắn còn xuất động ít nhất 2 vị cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm trở lên, dù cho Hiểu Thiên Cơ cùng Yêu Hoàng tới đây cũng đừng mơ bảo vệ được mạng sống của tiểu tử khốn kiếp kia. Khục khục. Một bên, Quỷ Vương mỉm cười, nói. Đế quốc đỉnh hắn này chơi lớn thật đấy, 2 vị cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm. Xem ra Dương Diệp này đã khiến đế quốc đỉnh Hán cảm nhận được uy hiếp rồi, nếu không thì đế quốc đỉnh Hán không thể nào xuất động 2 vị cường giả, đồng thời đắc tội Yêu Hoàng. Đế quốc đỉnh Hán không muốn để cho thế gian xuất hiện thêm một vị tổ sư Kiếm Tông. Người nói chuyện là tông chủ Hạo Nguyệt Tông, tên là Cuồng Nguyệt, hắn cũng không biết chuyện giữa Dương Diệp và đế quốc đỉnh Hán này, thế nhưng không có biện pháp, ở trước mặt quái vật khổng lồ là đế quốc đỉnh Hán, hắn không có lựa chọn, Hạo Nguyệt Tông cũng không có lựa chọn. Bởi vì Hạo Nguyệt Tông quá yếu. Nguyên Thiên khẽ gật đầu, nói. Dương Diệp vừa chết, nhân chủ sẽ có thể đoạt được càn khôn đồ. Sau khi có càn khôn đồ, đại quân của nhân chủ có thể đi tới Nam Vực trong một tích tắc. Khi đó, đế quốc đỉnh Hán cùng đế quốc huyền thú căn bản không đáng để lo. Cho dù Dương Diệp không chết, chỉ cần chúng ta bắt Kiếm Tông, bắt nữ nhân của Dương Diệp cùng với muội muội của hắn, đến lúc đó, hắn không chết cũng phải chết. Nữ nhân của hắn giao cho ta. Sắc mặt của Thiên Hoa Cốt Bách Hoa Cung vô cùng dữ tợn, nói. Lúc đầu hắn hủy Bách Hoa Mộ Bách Hoa Cung ta muốn nữ nhân của hắn phải chịu dằn vặt vô tận, ha ha. Chư vị biết không, lúc này ta thật không muốn Dương Diệp chết, bởi vì ta muốn để hắn tận mắt thấy nữ nhân của mình chịu nhục mà chết ở trước mặt hắn, còn hắn lại không thể làm gì. Mấy người Nguyên Thiên nhìn thoáng qua Thiên Hoa Cốt, trong lòng hơi lạnh, Bách Hoa Cung này thật sự hận không thể ăn thịt Dương Diệp, uống máu Dương Diệp. Đúng lúc này, đột nhiên Nguyên Thiên nhìn về phía xa xa, sự lạnh lẽo trong mắt chợt lóe lên, nói. Thủy Hoàng và Thú Hoàng thật sự là âm hồn bất tán mà. Không gian chấn động một trận, tiếp theo, Thú Hoàng và Thủy Hoàng xuất hiện ở trước mặt đám người Nguyên Thiên. Thấy Thú Hoàng và Thủy Hoàng, trong mắt Thiên Hoa Cốt có vẻ oán độc, khoảng thời gian này, nếu như không phải do Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng gây khó dễ, Kiếm Tông bị diệt ít. Nhất 10 lần rồi. Thủy Hoàng. Thú Hoàng, Dương Diệp chắc chắn sẽ phải chết rồi, chờ càn khôn đồ rơi vào trong tay nhân chủ, đến lúc đó, đế quốc Đại Tần và đế quốc huyền thú các ngươi sẽ tan thành cho bụi thôi. Bây giờ các ngươi chỉ còn một cơ hội cuối cùng, đầu hàng nhân chủ, để Nam Vực nhanh chóng thống nhất, khiến nhân chủ thu được Nam Vực tín ngưỡng chi lực,
như vậy có thể bảo toàn huyết thống của các ngươi, nếu không thì, hừ. Thiên Hoa Cốt trầm giọng nói. Thủy Hoàng nhìn lướt qua đám người Nguyên Thiên, sau đó nói. Chuyện bổn hoàng hối hận nhất chính là lúc trước sau khi diệt Thương Quốc, không có quyết liệt tiêu diệt những tông môn các ngươi. Đừng nói mạnh miệng. Nguyên Thiên thản nhiên cười, nói. Thủy Hoàng, tuy rằng thực lực chỉnh thể của đế quốc Đại Tần ngươi cao hơn bọn ta, nhưng nếu mấy tông môn chúng ta hợp lực lại, có thể không thể tiêu diệt được đế quốc Đại Tần của ngươi, thế nhưng muốn khiến đế quốc Đại Tần người bị hủy hoại vẫn có thể đó. Mà khi đó lại có đế quốc huyền thú đứng một bên nhìn chằm chằm cho nên không phải là ngươi không diệt được chúng ta mà là ngươi không dám. Thủy Hoàng nói. Nguyên Thiên, dù gì ngươi cũng đứng đầu một tông, ta thật không hiểu, vì sao ngươi lại nguyện ý đi làm chó săn của tên La Tuấn kia vậy? Nguyên Thiên cười nói. Ta đầu nhập vào nhân hoàng chính là thuận theo thiên địa, sao gọi là chó săn được? Còn nữa, sau khi nhân chủ xưng bá Nam Vực, tông môn ta không những có thể tiếp tục truyền thừa ở Nam Vực, còn có thể khai tông lập phái cùng với các chu vực khác ở Trung Vực, khi đó ta chính là vị tông chủ có thành tựu cao nhất trong nguyên môn từ trước tới nay. Ha ha, Nguyên Thiên nói không sai. Lúc này, Quỷ Vương nói. Thủy Hoàng, bọn ngươi không thuận theo thiên địa, nếu không phải nghịch thiên mà đi, kết quả cuối cùng sợ rằng sẽ rất thê thảm đó, hai ha. Lúc này, đột nhiên Thiên Hoa Cốt nói. Không cần nhiều lời, người ta hay nói, bất đồng bất tương vị mưu. Chúng ta diệt Kiếm Tông trước rồi nói. Ngươi nói diệt là có thể diệt sao? Thú Hoàng khinh thường hỏi. Thiên Hoa Cốt cười lạnh đáp. Thú Hoàng, số lượng cường giả hoàng giả cảnh hai bên chúng ta không khác nhau mấy, thế nhưng số lượng cường giả tôn giả cảnh, số lượng bốn đại tông môn ta liên hợp lại chắc chắn là vượt qua các ngươi. Trừ khi đế quốc DC Đại Tần và đế quốc huyền thú các ngươi nguyện ý lấy ra hết tinh nhuệ vì Kiếm Tông. Nếu không thì hôm nay Kiếm Tông này chắc chắn sẽ bị diệt. Bọn họ sẽ khôn xê dê vì Kiếm Tông mà xuất động ra toàn bộ tinh nhuệ của mình. Lúc này, Quỷ Vương cười đê tiện, nói. Nếu như Dương Diệp còn sống, đồng thời chiếm được Càn Khôn Đồ, ta tin tưởng hai người bọn họ nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà bảo vệ Kiếm Tông. Thế nhưng đáng tiếc là Dương Diệp đã bỏ mình, bây giờ ra tay trợ giúp Kiếm Tông không có chút lợi ích nào, cho nên bọn họ sẽ không hao binh tổn tướng để bảo vệ Kiếm Tông. Hai người Thú Hoàng và Thủy Hoàng im lặng. Đám người Nguyên Thiên không ngừng cười khẩy. Một lát sau, Thú Hoàng vung tay lên một cái, một lệnh bài xuất hiện trong không gian trước mặt hắn, nói. Trong thập vạn đại sơn, hễ là huyền thú đạt tới tôn cấp lập tức đến Kiếm Tông, kẻ không đến, giết. Sắc mặt đám người Nguyên Thiên thay đổi. Bọn họ không nghĩ tới Thú Hoàng này lại thực sự quả quyết như vậy, đến lúc này còn dám bảo vệ Kiếm Tông. Thủy Hoàng nhìn chằm chằm Thú Hoàng. Sau đó vung tay phải lên, một thánh chỉ bay về phía đế quốc Đại Tần, cùng lúc đó, giọng nói của hắn xuất hiện ở trong toàn đế quốc Đại Tần, nói. Hễ là tướng lĩnh đế quốc Đại Tần từ tôn giả cảnh trở lên, bỏ hết tất cả mọi chuyện, lập tức đến Kiếm Tông, nếu như không tới, chu di cửu tộc. Được lắm. Thiên Hoa Cốt giận đến tái mặt, nói. Thủy Hoàng, Thú Hoàng, các ngươi đã muốn để cho người của mình chịu chết, vậy bọn ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Dứt lời, Tư Đồ Hải xuất hiện ở giữa sân, theo sự xuất hiện của Tư Đồ Hải còn có một vạn cường giả linh giả cảnh. Quân đoàn phệ hồn. Thấy một vạn cường giả linh giả cảnh này, sắc mặt hai người Thủy Hoàng khẽ thay đổi, nếu như là một vạn cường giả linh giả cảnh phổ thông, đương nhiên bọn họ sẽ không kiêng kỵ, thế nhưng đây cũng không phải là linh giả cảnh phổ thông, những kẻ này đều là người đế quốc đỉnh Hán tỉ mỉ bồi dưỡng, tuy rằng chỉ một vạn, thế nhưng nếu phát huy được uy lực, tuyệt đối so sánh được với mấy trăm cường giả tôn giả cảnh. Tư Đồ Hải không nói nhảm câu nào, hô lên, giết. Một vạn huyền giả linh giả cảnh phía sau huyền khí như chim liền cánh, bay xuống Kiếm Tông bên dưới. Kiếm Tông. Dưới sự tiến công mạnh mẽ của bốn tông, Kiếm Tông hầu như không có sức lực chống trả, ngoại trừ chủ phong ra, các ngọn núi còn lại đều đã thất thủ. Lúc này Kiếm Tông thật sự đã đại thương nguyên khí, cho dù có thể tránh được nguy cơ lần này. Không dùng trên trăm năm, căn bản không thể nào khôi phục nguyên khí. Tô Thanh thì dẫn theo mọi người Kiếm Tông đứng ở cửa Thái Thanh Điện, ở hai bên người nàng là Hiểu Vũ Tịch và Dương Giao, còn có Lâm Uyển Nhi. Ở phía sau mấy người là đệ tử Kiếm Tông, chỉ có mấy ngàn người, mà phần lớn đều đã bị thương nặng. Hộ Tông đại trận đã sắp không cầm cự nổi, Tông chủ, nếu không, chúng ta đầu hàng đi. Lúc này,
một trưởng lão kiếm tông đột nhiên nói. Nghe thấy lời của trưởng lão này, nhất thời rất nhiều đệ tử kiếm tông trợn mắt nhìn nhau, thế nhưng vẫn luôn giữ im lặng. Tô Thanh Thi xoay người nhìn trưởng lão kia không dám đối mặt với Tô Thanh Thi, hơi cúi đầu. Tô Thanh Thi nhìn lướt qua các đệ tử kiếm tông còn lại, một lát sau, nàng nói. Tuy rằng các ngươi đều là đệ tử kiếm tông nhưng các ngươi cũng có quyền lựa chọn của mình, muốn rời đi thì cứ việc rời đi, ta không ngăn cản các ngươi, chỉ là nếu như hôm nay kiếm tông không bị diệt, từ nay về sau, các ngươi không còn là đệ tử kiếm tông, cũng không được sử dụng kiếm kỹ cùng công pháp được học ở kiếm tông, nếu không, chân trời góc biển, nhất định tiêu diệt. Giữa sân trầm tĩnh một lát. Sau một hồi, trưởng lão kiếm tông nói chuyện lúc trước đứng dậy, sau đó thấp giọng thở dài, nói. Thanh Thi, ta đã nhìn ngươi lớn lên, ta không muốn thấy ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa, cũng không thể để ngươi đưa kiếm tông đến bờ diệt vong. Thành thật mà nói, nguyên môn đã có người tiếp xúc với ta, chỉ cần kiếm tông ta đầu hàng, bọn họ cũng sẽ không tiêu diệt kiếm tông, cho nên, Thanh Thi, giao vị trí tông chủ kiếm tông ra đi. Hàn Dũ, không ngờ ngươi lại thông đồng với địch. Một trưởng lão kiếm tông tức giận quát. Một vài đệ tử kiếm tông cũng giận không thể nói. Ngọc Hành trưởng lão, Thanh Ngọc trưởng lão, Thiết Kiếm trưởng lão, ba cường giả tôn giả cảnh mạnh nhất kiếm tông ta đã một chết hai bị thương, Huyền giả tôn giả cảnh còn lại không tới 50, mà Huyền giả tôn giả cảnh của Nguyên Môn và Bách Hoa cung kia tập hợp lại ít nhất cũng mấy trăm. Thanh Hà, ngươi nói xem, làm sao chúng ta ngăn chặn bọn họ? Hàn Du hỏi, ngươi thật sự cho rằng Nguyên Môn và Bách Hoa cung sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Thanh Hà tức giận nói. Cho dù Nguyên Môn đồng ý buông tha cho chúng ta, thế nhưng Quỷ Tông và Bách Hoa Cung thì sao? Hai tông môn này là tử địch với kiếm tông chúng ta, người nghĩ bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Bọn họ chỉ cần mạng của người có liên quan tới Dương Diệp. Hàn Dũ lạnh nhạt nói. Làm càn. Thanh Hà rút trường kiếm ra, nhắm thẳng vào Hàn Dũ, nói. Hàn Dũ, người muốn giao tông chủ ra phải không? Ngươi không sợ lão tông chủ khiến ngươi hồn phi phách tán sao? Hắn không về được. Hàn Dũ thấp giọng nói. Thanh Hà giận không thể nói, đang muốn động thủ. Lúc này, Tô Thanh Thi vuốt ve cái bụng đã rất to của mình, sau đó nhìn lướt qua đệ tử kiếm tông còn lại, nói. Có bao nhiêu người có cùng suy nghĩ với Hàn trưởng lão? Trầm tĩnh một hồi, một ít đệ tử kiếm tông đứng ở bên cạnh Hàn Dũ, dần dần, càng ngày càng nhiều đệ tử kiếm tông đứng ở bên Hàn Dũ. Không tới một lúc, người bên Tô Thanh Thi còn lại không tới 1.000. Trong đó, 50 cường giả tôn giả cảnh thì có 35 cường giả đứng ở phía sau Hàn Dũ. Các ngươi căn bản không phải muốn đi mà là muốn bức ta thoái vị, đúng không? Tô Thanh Thi lạnh lùng nói. Xin tông chủ thoái vị. Hàn Du hơi thi lễ với Tô Thanh Thi, hắn không dám làm quá quyết tuyệt, vẫn muốn để lại một con đường sống cho mình, nếu không thì hắn đã sớm dùng vũ lực khiến Tô Thanh Thi thoái vị. Xin tông chủ thoái vị. Chúng đệ tử kiếm tông sau lưng Hàn Dũ hơi thi lễ với Tô Thanh Thi, đồng thanh nói. Tẩu tử. Mặt Tiểu Giao lộ vẻ sợ hãi, nắm chặt tay của Tô Thanh Thi, nói. Ngươi đừng lo lắng, ca ca sẽ trở lại, chờ hắn trở lại, nhất định hắn sẽ đánh chết những tên bại hoại đã khi dễ ngươi. Tô Thanh Thi khẽ mỉm cười, xoa đầu Tiểu Giao. Nghe được lời Tiểu Giao nói, những đệ tử kiếm tông sau lưng Hàn Dũ biến sắc. Đối với Dương Diệp, đương nhiên bọn họ không xa lạ gì. Mặc dù đối phương chỉ là linh giả cảnh thế nhưng ở đây, cho dù là Hàn Du cũng không dám tự tin nói có thể chiến thắng Dương Diệp. Quan trọng, nhất là sau lưng Dương Diệp lại có cường giả hoàng giả cảnh tạm chỗ dựa vững chắc đó. Nhóm bọn họ đã bức tử thê tử và muội muội của hắn, hắn sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Nghĩ vậy, rất nhiều đệ tử kiếm tông đã lộ ra vẻ do dự. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Hàn Du hơi thay đổi, vội vàng nói. Dương Diệp đã không về được. Ngươi nói bậy. Tiểu Giao tức giận trừng mắt nhìn Hàn Dũ. Hàn Dũ cười lạnh một tiếng, nói. Nhân chủ đã triệu tập 20 vị cường giả tôn giả cảnh cửu phẩm. Của đế quốc đỉnh Hán để đối phó với hắn trước, 20 vị tôn giả cảnh cửu phẩm, cho dù Dương Diệp là tổ sư gia nhập vào, chắn chắn là hắn cũng phải chết. Đợi khi nhân chủ nắm giữ Càn Khôn Đô, đại quân của nhân chú sẽ đi tới Nam vực trong chốc lát, đến lúc đó, đừng nói một kiếm tông nho nhỏ, cho dù là đế quốc Đại Tần cùng đế quốc Huyền Thú cũng sẽ bị diệt. Cho nên, vào giờ phút này, nếu kiếm tông ta muốn sống thì nhất định phải đầu hàng nhân chủ.
Nghe được lời Hàn Dã nói, các đệ tử kiếm tông sau lưng hắn như chút xuống gánh nặng mà thở phào một hơi. Sắc mặt Tô Thanh Thi và Hiểu Vũ Tịch hơi thay đổi, sự lạnh lẽo trong mắt hai người chợt lóe lên. Đúng lúc này, bên ngoài hộ tông đại trận truyền đến một tiếng nổ vang trời, toàn bộ kiếm tông chủ phong run lên kịch liệt. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một vạn huyền giả linh giả cảnh đang điên cuồng công kích vào hộ tông đại trận. Hộ tông đại trận vốn đã tràn ngập nguy cơ dưới sự công kích của vạn huyền giả linh giả cảnh, đã dạn ra vô số vết nứt. Đó là quân đoàn phệ hồn, là quân đoàn phệ hồn. Lúc này, hai mắt Hàn Dũ lộ ra vẻ kích động, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Thanh Thi, trong mắt có một tia hung quang, nói. Tông chủ, xin hãy thoái vị, không thì đừng trách lão phu không nể tình. Nếu như lúc này bắt Tô Thanh Thi đầu hàng, sau đó mở hộ tông đại trận ra, nhất định hắn sẽ được nguyên môn thưởng thức, thế nhưng nếu để cho đối phương tiến công mạnh đến, vậy hắn sẽ không có công lao gì. Cho nên, hắn đã không còn kiên nhẫn. Xin tông chủ thoái vị. Vô số đệ tử kiếm tông đồng thanh nói, trong mắt những đệ tử kiếm tông này đã không còn vẻ áy náy, cũng không có vẻ sợ hãi, chỉ có sự hung ác độc địa. Tay Hiểu Vũ Tịch đặt trên chuôi đao, huyền khí trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Một vài đệ tử kiếm tông sau lưng Tô Thanh Thi do dự một chút, cuối cùng đi tới phía sau Hàn Dũ. Chỉ trong chốc lát, sau lưng Tô Thanh Thi còn lại không tới 600 đệ tử kiếm tông. Nhìn thấy một màn này, Hàn Dũ vô cùng vui mừng, có thể nói hôm nay Tô Thanh Thi đại thế đã mất, không có năng lực phản kháng. Trong mắt Tô Thanh Thi lóe lên một chút bi ai, đây chính là đệ tử kiếm tông. Đệ tử kiếm tông vì mạng sống, thà rằng đầu hàng. Nếu để cho những đệ tử kiếm tông ở thời kỳ kiếm tông cường thịnh nhất nhìn thấy cảnh này, bọn họ có thể tức giận bò ra khỏi quan tài luôn không? Thật là thảm thương quá. Thanh Thi, dựa vào tình cảm trước kia, nếu ngươi thoái vị đồng thời không phản kháng, ta có thể không làm khó dễ ngươi, chỉ đưa ngươi giao cho nguyên môn, sống hay chết, phải xem tạo hóa của chính ngươi. Nếu như ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, muốn dẫn theo đệ tử kiếm tông ta đi tới bờ diệt vong, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Hộ tông đại trận càng ngày càng mỏng, Hàn Dũ đã không còn kiên nhẫn chút nào. Tô Thanh Thi chậm rãi rút ra trường kiếm, chỉa thẳng vào Hàn Dũ, nói. Chỉ có đệ tử kiếm tông chết trận, không có đệ tử kiếm tông đầu hàng, ta tuyên bố, từ nay về sau, đám người các ngươi đã không còn là đệ tử kiếm tông. Nếu như hôm nay kiếm tông không bị diệt vong, sau này nhất định sẽ lấy lại tất cả những thứ các ngươi có được từ kiếm tông. Là ngươi tự tìm cái chết. Mặt Hàn Dũ lộ ra vẻ dữ tợn, nói. Ra tay. Một trưởng lão sau lưng Hàn Dũ vừa mới rút kiếm, một luồng sáng hiện lên, một đao kia trong nháy mắt xuyên qua cổ trưởng lão này, nhất thời đầu của tên trưởng lão này bay ra ngoài, bỏ mình ngay tại chỗ. Mọi người kinh hãi nhìn Hiểu Vũ Tịch. Hàn Dũ cũng lộ ra vẻ kinh hãi, hắn không nghĩ tới thực lực của nữ tử bình thường không thích nói chuyện này lại kinh khủng như vậy. Trưởng lão kia cũng là cường giả tôn giả cảnh tam phẩm đó, ngay cả một đao của nàng cũng không chống đỡ nổi. Ngươi đến tột cùng là ai? Hàn Dũ quát hỏi. Hiểu Vũ Tịch không nói gì, chẳng qua tà lấy tay đè xuống chuôi đao. Lúc này, Tô Thanh thì nói. Kẻ thật sự đưa kiếm tông đến chỗ diệt vong là ngươi. Trước không nói phu quân ta có chết hay không, cho dù hắn đã chết, ngươi dẫn theo kiếm tông đầu quân cho nguyên môn. Cho dù đệ tử kiếm tông không bị Bách Hoa Cung và Quỷ Tông sát hại, thế nhưng sau này nhất định sẽ không tốt, các ngươi tự hỏi lòng mình đi, các ngươi nghĩ Bách Hoa Cung và Quỷ Tông sẽ đối đãi tốt với các ngươi sao? Còn nữa, nếu như phu quân ta không có việc gì mà các ngươi lại giao bọn ta cho nguyên môn, ta dám cam đoan, đừng nói là các ngươi, cho dù là tất cả những người có quan hệ với các ngươi đều bị hắn chu sát. Tô Thanh thì rất hiểu rõ, Dương Diệp không có một chút thiện cảm nào với kiếm tông. Sở dĩ trước đó buông tha cho kiếm tông, nguyên nhân hoàn toàn là vì nàng, bởi vì nàng là tông chủ kiếm tông, dưới loại tình huống này, dù thế nào Dương Diệp cũng sẽ không ra tay với kiếm tông. Thế nhưng, nếu như người của kiếm tông vì muốn sống, giao nàng và tiểu giao, Hiểu Vũ Tịch ra, nàng có thể xác định, theo tính cách của Dương Diệp, nhất định sẽ giết sạch tất cả đệ tử kiếm tông. Cái loại kết quả này nàng không muốn nhìn thấy. Nghe Tô Thanh thì nói. Không chỉ có các đệ tử kiếm tông sau lưng Hàn Dũ, ngay cả bản thân Hàn Dũ cũng biến sắc. Đối với cái tên điên Dương Diệp này, ngay cả hắn cũng phải kiêng kỵ, đây chính là kẻ ngay cả phần mộ tổ sư của Bách Hoa Cung cũng dám hủy bỏ, có chuyện gì hắn không dám làm chứ? Đúng lúc này, chân trời hộ tông đại trận đột nhiên run lên kịch liệt,
vô số vết nứt xuất hiện ở trên hộ tông đại thuật. Trong lòng đám đệ tử kiếm tông bên dưới run lên, bởi vì kiếm tông đại trận này sắp bị phá. Một khi đại trận bị phá, kết cục của bọn họ có thể tưởng tượng được. Trên mặt Hàn Du đã không còn vẻ kiêng kỵ, dữ tợn nói. Tất cả đệ tử kiếm tông nghe lệnh, Dương Diệp đã bỏ mình, ít ngày nữa nhân chủ sẽ tới Nam Vực, nếu các ngươi không muốn chết, mau cầm kiếm trong tay bắt lấy Tô Thanh Thi. Đám người Nguyên Môn đã hứa với ta, bọn họ chỉ giết người có quan hệ với Dương Diệp, tất cả, vì mạng sống, lấy kiếm của các người ra đi. Soạt, vô số đệ tử kiếm tông lấy kiếm của mình ra, nhắm thẳng vào đám người Tô Thanh Thi. Giết! Hàn Dũ dữ tợn nói, thân hình khẽ động, cùng vài tên trưởng lão kiếm tông vọt tới chỗ đám người Tô Thanh Thi. Đúng lúc này, một quái vật khổng lồ xuất hiện trên bầu trời kiếm tông. Giống! Một tiếng rồng ngâm vang vọng trên bầu trời kiếm tông, dưới cỗ uy áp này, thân hình vô số đệ tử kiếm tông run lên, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống. Hoàng Kim Cự Long! Tất cả đệ tử kiếm tông ngừng lại, không thể tin nổi mà nhìn Hoàng Kim Cự Long trên bầu trời kiếm tông. Hoàng Kim Cự Long đó, đây chính là Hoàng Kim Cự Long đó, tại sao lại xuất hiện ở Nam Vực? Trên hư không, sắc mặt đám người Nguyên Thiên kịch biến, đặc biệt là Thiên Hoa Cốt kia, lúc này sắc mặt của Thiên Hoa Cốt từ khiếp sợ biến thành không thể tưởng tượng nổi, rồi đến oán độc. Bởi vì bọn họ phát hiện, trên lưng của Hoàng Kim Thần Long có một người đang đứng. Mà người này chính là Dương Diệp. Thủy Hoàng và Thú Hoàng nhìn nhau cười, bất kể như thế nào, lúc này đây bọn họ đã thành công. Nếu Dương Diệp không chết, như vậy Càn Khôn Đồ rất có thể cũng đã rơi vào trong tay hắn, chỉ cần Càn Khôn Đồ không rơi vào trong tay La Tuấn, như vậy thì La Tuấn muốn chinh phục Nam Vực, sẽ không đơn giản như vậy. Làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao hắn có thể còn sống? Thiên Hoa Cốt không thể tin thấp giọng nói. Đám người Nguyên Thiên nhìn về phía Từ Đồ Hải, người kia sắc mặt âm trầm, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới Dương Diệp này lại còn sống. Trời ạ, 20 vị cường giả tôn giả cảnh cửu phẩm siêu cấp chẳng lẽ còn giết không được Dương Diệp này sao? Đúng lúc này, không gian trước mặt Từ Đồ Hải chấn động một trận. Đây là vạn lý truyền âm. Đám người Nguyên Thiên phát hiện, sắc mặt Từ Đồ Hải càng ngày càng khó coi, sau đó lại càng lộ ra vẻ sợ hãi. Nhìn thấy một màn này, trong lòng đám người Nguyên Thiên trầm xuống. Một hồi lâu, Từ Đồ Hải trầm giọng nói. Dương Diệp đã đạt tới tôn giả cảnh, 20 vị cường giả tôn giả cảnh cửu phẩm siêu cấp liên thủ, thiếu chút nữa bị hắn giết chết hết. Bởi vì Dương Diệp đã nắm giữ kiếm vực, hơn nữa Dương Diệp còn có một vị sư phụ bán thánh, từ nay về sau, cường giả hoàng giả cảnh của đế quốc đỉnh hắn ta không được ra tay với hắn, bất kỳ cường giả hoàng giả cảnh nào cũng không được ra tay với hắn. Cái gì? Bán thánh. Giờ khắc này, trên mặt tất cả mọi người trong sân đều hiện đầy vẻ khiếp sợ, kể cả Thủy Hoàng và Thú Hoàng. Bán thánh là tồn tại như thế nào chứ? Trong thế giới không có thánh giả, bán thánh chính là tồn tại vô địch đó. Dương Diệp có một vị bán thánh làm sư phụ, điều đó có ý nghĩa như thế nào? Có nghĩa là ngay cả đế quốc đỉnh hắn cũng không dám phái cường giả hoàng giả cảnh đánh chết hắn đấy. Làm sao có thể, làm sao có thể? Sắc mặt Thiên Hoa Cốt trắng bệch, giờ phút này, nàng thực sự hối hận phát ra từ nội tâm. Nếu như lúc đầu không giết mẫu thân của Dương Diệp, để Dương Diệp và mẫu thân hắn cùng nhau gia nhập Bách Hoa Cung, vậy lúc này Bách Hoa Cung đã vượt lên trên Nguyên Môn trong nháy mắt, thậm chí trực tiếp tiến quân đến Trung Vực cũng không phải là việc khó gì. Bởi vì không có tông môn hay thế lực nào dám trêu vào bán thánh. Thế nhưng hiện tại, Bách Hoa Cung cực kỳ có khả năng phải đối mặt với lửa giận của một vị bán thánh. Trừ phi tổ sư của Bách Hoa Cung sống lại, nếu không thì Bách Hoa Cung lấy cái gì để ngăn cản vị bán thánh kia? Tuy đế quốc đỉnh Hán cũng có một vị bán thánh, thế nhưng vị bán thánh của đế quốc đỉnh Hán kia sẽ ra tay tương trợ Bách Hoa Cung sao? Mơ đi! Cứ coi như là Dương Diệp không chết thì sao chứ? Lúc này, Nguyên Thiên nói. Kiếm tông này, hôm nay chúng ta chắc chắn phải diệt rồi. Từ Đồ Hải gật đầu, nói. Tuy rằng Dương Diệp đã là tôn giả cảnh nhưng chung quy hắn cũng chỉ là một người, không thể đỡ nổi sự vây công của mấy vạn linh giả cảnh cùng gần hàng nghìn cường giả tôn giả cảnh chúng ta. Các vị, hoàng giả cảnh không thể ra tay, nếu như các ngươi còn giữ lại thực lực của tông môn mình, vậy sợ rằng đệ tử của các vị đều phải nằm lại ở đây rồi. Thiên Hoa Cốt vung tay phải lên, một đóa hoa bay trở về Bách Hoa Cung, thần sắc dữ tợn nói.
tất cả đệ tử Bách Hoa Cung nghe lệnh, toàn bộ đến kiếm tông, ai không đến, giết không tha. Quỷ vương cũng không do dự, lập tức ban bố mệnh lệnh cho quỷ tông, bảo tất cả các đệ tử quỷ tông đều tới kiếm tông. Dù là thế nào, hắn cũng sẽ không để cho kiếm tông có cơ hội quật khởi. Nguyên Thiên có hơi do dự. Lúc này Tư Đồ Hải lạnh lùng nhìn thoáng qua Nguyên Thiên, nói. Nguyên huynh, nhân chủ đã giao phó, cho dù như thế nào đều phải đoạt được kiếm tông, tốt nhất là bắt thân nhân của Dương Diệp. Thời khắc mấu chốt này, Nguyên môn ngươi không phải không định toàn lực tương trợ đấy chứ. Sắc mặt Nguyên Thiên hơi đổi một chút, sau đó nói. Đương nhiên là không. Nói rồi cũng hạ mệnh lệnh, để tất cả đệ tử Nguyên môn đi tới kiếm. Tông. Tông chủ Hạo Nguyệt Tông căn bản không có sự lựa chọn, cũng để cho toàn bộ đệ tử Hạo Nguyệt Tông chạy tới kiếm tông. Lúc này, Thú Hoàng đột nhiên lấy ra một quả lệnh bài ném về phía Thập Vạn Đại Sơn, nói. Tất cả huyền thú vương cấp trở lên, toàn bộ đều tới kiếm tông. Nói đến đây, Thú Hoàng cười ha ha, nói. Kiếm tông dựa lưng vào Thập Vạn Đại Sơn ta, đại quân huyền thú của Thập Vạn Đại Sơn ta rất nhanh sẽ có thể tới được kiếm tông. Ta thật muốn xem, các ngươi sẽ diệt kiếm tông như thế nào. Lúc này Thủy Hoàng cũng ném một thánh chỉ về phía đế quốc Đại Tần, có điều hắn không tiết lộ trong thánh chỉ có bao nhiêu binh sĩ đế quốc Đại Tần đi đến kiếm tông. Sắc mặt đám người Tư Đồ Hải có hơi khó coi, nếu như không có đế quốc huyền thú và đế quốc Đại Tần tương trợ, cho dù Dương Diệp có yêu nghiệt hơn nữa, bọn họ cũng có thể hát tiêu diệt kiếm tông. Thế nhưng có hai quốc gia này tương trợ, cho dù hôm nay bọn họ có 10.000 linh giả cảnh quân đoàn phệ hồn, thế nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Đi trừ phi toàn bộ quân đoàn phệ hồn đều tới. Tương lai, đế quốc huyền thú và đế quốc Đại Tần các ngươi sẽ bị ta thẳng tay chém giết. Tư Đồ Hải trầm giọng nói. Thủy Hoàng không thèm để ý chút nào, cười nói. Chúng ta chống mắt chờ xem. Đúng lúc này trên bầu trời kiếm tông, hộ tông đại trận bị hàng ngàn huyền giả linh giả cảnh liên thủ đánh nát. Vô số mảnh ánh sáng năng lượng nhỏ rơi là tả khắp bốn phía. 10.000 tên quân đoàn phệ hồn bay tới chỗ Thái Thanh Điện kiếm tông. Ha ha, cũng có lẽ bây giờ đã có thể trực tiếp tiêu diệt kiếm tông. Nhìn thấy một màn này, Tư Đồ Hải lạnh giọng cười nói. Trong mắt hai người Thủy Hoàng và Thú Hoàng lóe ra một chút lo lắng. À, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Thấy 10.000 tên quân đoàn phệ hồn kia. Hàn Dũ cùng đệ tử kiếm tông phía sau hắn vội vã hô lên, giờ phút này, thấy uy thế của 10.000 tên quân đoàn phệ hồn, bọn họ không có một chút ý nghĩ kháng cự nào. Ánh mắt Tô Thanh Thi cùng Hiểu Vũ Tịch và cả Tiểu Giao đều đặt lên trên người Hoàng Kim Cự Long kia, bởi vì trên kia có người mà các nàng đều quan tâm. Vào giờ phút này, trong lòng Tô Thanh Thi và Hiểu Vũ Tịch cũng chính. Thức thở dài một hơi, bởi vì Dương Diệp còn sống. Vào khoảnh khắc ngàn tên quân đoàn phệ hồn xông đến chỗ Thái Thanh Điện, Hoàng Kim Cự Long trên không trung đột nhiên gầm lên giận dữ, sau đó như một ngọn núi lớn lao xuống phía dưới. 10.000 tân binh sĩ quân đoàn phệ hồn hoảng hốt, vội vã dựng cung bắn tên, ngàn mũi phá giáp tiễn bắn thẳng đến chân trời, toàn bộ bắn vào người Hoàng Kim Cự Long kia. Keng keng! Âm hưởng thanh thúy dễ nghe liên tiếp vang lên trên không trung, khi mọi người còn đang kinh hãi. Lúc những phá giáp tiễn kia bắn trúng người Hoàng Kim Cự Long, không ngờ toàn bộ bị gãy thành hai đoạn. Lúc này, thân thể Hoàng Kim Cự Long to lớn kia trực tiếp đụng vào binh sĩ quân đoàn phệ hồn. Toàn bộ kiếm tông chủ phong run lên lên kịch liệt, vô số tiếng kêu rên vang lên. Ngoại trừ những kẻ chạy nhanh, lần va chạm này trực tiếp đụng chết hơn 6.000 binh sĩ quân đoàn phệ hồn. Đây là Long tộc Hoàng Kim Thần Long, không đúng. Con Hoàng Kim Thần Long này có Long Thần thủ hộ trong truyền thuyết, làm sao có thể, Long tộc Hoàng Kim Thần Long làm sao có thể thi triển ra Long Thần. Thủ hộ tới giúp Dương Diệp, lẽ nào Long tộc cũng đứng ở bên Dương Diệp, sao có thể. Trên hư không, Tư Đồ Hải không thể tin lẩm bẩm nói. Trong mắt Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng cũng hiện lên kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới Long tộc trong truyền thuyết dĩ nhiên sẽ thi triển ra Thần Long thủ hộ tới giúp Dương Diệp. Giống. Hoàng Kim Thần Long nhìn về phía binh sĩ của phệ hồn quân đoàn gầm lên, một cổ long tức phun ra ngoài, một ít binh sĩ cách gần thân thể nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Binh sĩ phệ hồn quân đoàn còn lại hoảng hốt, bất quá cũng không ai đào tẩu. Mọi người tốc tốc rút lui. Lúc này, Tư Đồ Hải trên đám mây vội vàng nói. Nếu như binh sĩ phệ hồn quân đoàn toàn quân bị diệt ở chỗ này, hắn khó thoát tử tội.
Mà đúng lúc này, một nhân ảnh vọt vào trong đám binh sĩ phệ hồn quân đoàn kia, tiếp theo, mấy đạo kiếm quang ở trong đó không ngừng chớp động. Chỉ mấy tức, vô số đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở trên bầu trời kiếm tông. Dương Diệp, ngươi dám! Vành mắt của Tư Đồ Hải muốn nứt ra, vượt muốn động, nhưng như nghĩ tới điều gì, hắn lại dừng ở tại chỗ, chỉ có thể oán độc nhìn Dương Diệp ở phái dưới không ngừng tàn sát. Uy nghiêm của cường giả bán thánh, không phải hắn có thể xúc phạm. Nhìn thấy một màn này, Thủy Hoàng mỉm cười, Dương Diệp có kia bán thánh bảo hộ, cường giả hoàng giả cảnh không thể ra tay với hắn. Nói cách khác, trong đại lục này, huyền giả tôn giả cảnh nào dám nói có thể giết Dương Diệp. Cho dù là vũ thần trong truyền thuyết kia, chỉ sợ cũng không thể a hát. Bất kể như thế nào, dù sao ở Nam Vực, Dương Diệp là ác mộng của tất cả tôn giả cảnh. Dương Diệp cùng Hoàng Kim Thần Long phối hợp, không được một khắc đồng hồ, tất cả phệ hồn quân đoàn còn dư lại toàn quân bị diệt. Một người một rồng không có dừng lại, mà nhằm về phía tứ đại tông môn vây quanh đệ tử kiếm tông. Những đệ tử này đều là một ít binh tôm tướng cá, càng chịu không nổi, ở dưới Dương Diệp cùng Hoàng Kim Thần Long liên hợp, không có lực phản kháng chút nào. Tàn sát, là trần trụi tàn sát. Trên hư không, sắc mặt đám người Nguyên Thiên âm trầm đến đáng sợ, nhưng không thể làm gì. Đánh lại đánh không lại, chạy lại không chạy nổi, những đệ tử kia có thể làm gì? Là ca ca. Thời điểm Dương Diệp nhảy vào trong binh sĩ phệ hồn quân đoàn, toàn bộ đệ tử của kiếm tông đều thấy rõ khuôn mặt của hắn, trong đó Tiểu Giao càng cao hứng nhảy dựng lên. Tô Thanh Thi cùng Hiểu Vũ Tịch thì ôn nhu nhìn Dương Diệp, toàn thân hai nàng buông lỏng, đặc biệt là Tô Thanh Thi, trọng trách kiếm tông đặt ở trên người nàng, lại gặp phải tuyệt cảnh như vậy, nàng sắp chống đỡ không nổi nữa. May mắn, hắn rốt cục trở về. Mà Hàn Dù ở một bên cùng đệ tử kiếm tông phía sau hắn thì sắc mặt trắng bệch. Đặc biệt khi thấy Dương Diệp tàn sát những binh sĩ phệ hồn quân đoàn như tàn sát cẩu. Sự thật trước mắt nói cho bọn hắn biết, Dương Diệp không chỉ không chết, còn cường đại hơn. Đột nhiên, thần sắc của Hàn Dù trong nháy mắt dữ tợn lên. Dương Diệp không chết, tính tình của hắn như thế nào, các người đều rất rõ ràng, hiện tại, chúng ta chỉ cần bắt được Tô Thanh Thi cùng muội muội của hắn, như vậy chúng ta mới có cơ hội sống sót, không thì đợi giết xong những người đó, sẽ đến phiên chúng ta. Không muốn chết, đều theo ta giết. Hàn Dũ vừa định xông ra, lúc này hai gã trưởng lão kiếm tông ở sau lưng hắn đột nhiên vung kiếm kẹp ở trên cổ của hắn. Một màn này, làm cho vô số đệ tử kiếm tông sửng sốt. Trong mắt Tô Thanh thì cũng có vẻ kinh ngạc. Thanh Vũ, Thanh Lực, hai người các ngươi làm cái gì? Hàn Dũ cả giận nói. Thanh Vũ không để ý tới Hàn Dũ, mà nhìn về phía Tô Thanh thì nói. Tông chủ! Bọn ta tự biết tội không thể tha thứ, thế nhưng bọn ta nguyện ý lập công chuộc tội, không cầu ở lại kiếm tông, chỉ cầu tông chủ có thể tha tính mệnh của bọn ta. Ngươi! Hàn Dũ giận dữ. Thanh Lực trưởng lão nói. Tông chủ, mặc dù bọn ta có tội, thế nhưng đã từng lập công cho kiếm tông, đồng thời trước kia, bọn ta cũng phụng bồi tông chủ tử thủ đến cùng. Mong tông chủ nể tình dĩ vãng, bỏ qua cho bọn ta nguyện ý phát thệ, sau khi ra kiếm tông. Ngày sau tuyệt đối không đối địch với kiếm tông. Xin tông chủ tha thứ bọn ta. Chúng đệ tử trước khi phản bội kiếm tông đều nhìn Tô Thanh Thi thi lễ một cái nói. Nhìn những đệ tử kiếm tông trước mắt, khóe miệng của Tô Thanh Thi nổi lên tự giễu, nàng làm kiếm tông tông chủ, uy tín lại không bằng phu quân của mình. Tuy như vậy, thế nhưng trong nội tâm Tô Thanh Thi càng nhiều hơn là kiêu ngạo, bởi vì những người này sợ hãi, là nam nhân của nàng. Ha ha! Lúc này, Hàn Dũ đột nhiên cười phá lên, trên mặt tràn đầy vẻ châm chọc nói. Thanh Lực Thanh Vũ, các ngươi cho rằng như vậy, Dương Diệp sẽ bỏ qua các ngươi sao? Hắn sẽ không, lấy tính cách của hắn, không chỉ giết các ngươi, thậm chí còn sẽ giết dân tộc mãn của các ngươi, thật là ngu xuẩn, ha ha. Thanh Vũ cùng Thanh Lực biến sắc, nhìn Dương Diệp vẻ mặt sát khí, trong mắt hai người có vẻ do dự. Thấy thế, Tô Thanh thì muốn nói chuyện trấn an mọi người. Hiểu Vũ Tịch cũng ngăn trở nàng, sau đó ý bảo nàng tiếp tục bàng quan. Dương Diệp muốn giết sạch những người đó, chờ hắn giải quyết những người đó, mục tiêu của hắn chính là chúng ta, hiện tại chỉ cần chúng ta liên thủ, đồng lòng hợp lực, tuyệt đối có thể ở trước khi Dương Diệp tới áp chế Tô Thanh Thi cùng muội muội của hắn, chỉ cần bắt được mấy người kia, mọi người còn lo lắng Dương Diệp không sợ ném chuột vỡ đồ sao. Hàn Dũ tiếp tục đầu độc nói. Keng! Thanh Vũ thu kiếm! Thanh Lực thấy thế,
cũng vội vàng thu kiếm, sau đó thi triển ra lồng giam không gian với Tô Thanh Thi, mà những người còn lại sau lưng bọn họ thì vọt về phía đám người Hiểu Vũ Tịch bên cạnh Tô Thanh Thi. Giờ khắc này, bọn họ đều chọn đập nồi dìm thuyền. Ở dưới hơn 30 vị cường giả tôn giả cảnh liên thủ, Tô Thanh Thi hầu như không có lực phản kháng, không gian xung quanh bị khóa lại, điều này làm cho thần sắc đám người Hàn Dũ vui vẻ. Đại thủ của Hàn Dũ chảo một cái, bắt về phía Tô Thanh Thi, nhất định phải khống chế Tô Thanh Thi, hắn mới có thể yên tâm. Đúng lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Tô Thanh Thi, sắc mặt Hàn Dũ đại biến, vừa định thu tay lại, nhưng tay của Dương Diệp đã bắt được cánh tay hắn, sau đó chỉ nghe ca sát một tiếng, cả cánh tay của Hàn Dũ bị Dương Diệp kéo xuống. Hàn Dũ hét thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, kinh hãi nhìn Dương Diệp. Dương Diệp đánh ra một quyền, oanh, lồng giam không gian của hơn 30 vị cường giả tôn giả cảnh trong nháy mắt bị phá. Mọi người kinh hãi nhìn Dương Diệp. Ca. Dương Giao nhào tới trong lòng Dương Diệp, sau đó hưng phấn nói. Ngươi rốt cuộc tới. Lúc này, một trưởng lão kiếm tông đột nhiên phá vỡ không gian ở trước mặt hắn, đang chuẩn bị đào tẩu, nhưng hắn chỉ mới vừa xé mở không gian, một đạo kiếm quang xuyên thấu đầu lâu của hắn, đầu nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Mọi người kinh hãi. Ngay cả cường giả tôn giả cảnh cũng có thể tùy tiện miểu sát, Dương Diệp này đến tột cùng cường đại đến trình độ nào. Dương Diệp nhìn cũng không nhìn người nọ, tay vuốt ve đầu nhỏ của Tiểu Giao, sau đó nhìn về phía Tô Thanh Thi cùng Hiểu Vũ Tịch, nhìn thấy hai nàng chung một chỗ, sắc mặt của Dương Diệp hơi mất tự nhiên, đồng thời trong lòng có chút hổ thẹn, hai nàng đều là thiên chi kiêu nữ, hắn lại không thể chuyên nhất với bất kỳ người nào, đây đối với hai nàng mà nói, đều là không công bình. Đã trở về, Tô Thanh Thi mỉm cười, nhẹ giọng nói. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp gật đầu, sau đó đi tới trước mặt hai nàng, kéo tay của hai nàng nói. Chờ xử lý xong chuyện nơi đây, chúng ta sẽ xử lý ra sự, được không? Thân hình hai nàng hơi sửng sốt, sau đó gật đầu. Dương Diệp thở dài một hơi, may mắn hai nàng không có thủy hỏa bất dung như hắn tưởng tượng, bất quá cũng khó nói a, hai nàng đều thuộc về tính tình trầm mặc ít nói, tuy lúc này biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng ai biết trong lòng nghĩ như thế nào? Ai? Tề nhân chi phúc, xem ra cũng không phải dễ dàng hưởng thụ như vậy. Dương Diệp thấp giọng thở dài. Dương Diệp lắc đầu, xoay người nhìn về phía đám người Hàn Dũ. Đám người Hàn Dũ nhất thời kìm lòng không được lùi mấy bước, có chút đệ tử kiếm tông càng hai chân run lên. Vài đệ tử vốn muốn chạy, thế nhưng sau khi nhìn thấy thực lực của Dương Diệp, những người này nhất thời bỏ đi ý niệm trong lòng. Không thấy kết cục của tôn giả cảnh sao? Bây giờ ai dám động, người đó sẽ chết. Nhìn những đệ tử kiếm tông kia, Dương Diệp lắc đầu, đặc biệt những cường giả tôn giả cảnh kia, không thể không nói, những tôn giả cảnh này so với huyền giả trung vực, đặc biệt những tôn giả cảnh thủ hạ của La Tuấn, kém thực sự quá nhiều. Dương Diệp xoay người nhìn về phía Tô Thanh Thi nói. Những người này, người xử trí đi. Tô Thanh Thi là kiếm tông tông chủ, như vậy nàng phải phát triển, không thì đối với nàng không có chút chỗ tốt nào. Tô Thanh Thi trầm mặc. Những đệ tử kiếm tông phản bội kia lập tức quỵ xuống, cầu khẩn nói. Cầu tông chủ tha mạng, bọn ta không dám nữa, cầu tông chủ tha mạng. Một ít trưởng lão tôn giả cảnh do dự một chút, cuối cùng cũng nhìn Tô Thanh Thi khom người nói. Cầu tông chủ tha thứ. Lúc này, một gã kiếm tông trưởng lão bên Tô Thanh Thi do dự một chút, sau đó nói. Tông chủ, tứ đại tông môn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Lúc này là thời điểm kiếm tông ta cần người, cho nên xin tông chủ. Viện quân của chúng ta rất nhanh sẽ đến. Dương Diệp cắt đứt trưởng lão kia nói. Thân thể trưởng tao kia run lên, hắn minh bạch ý tứ của Dương Diệp. Tất cả mọi người cũng minh bạch ý tứ của Dương Diệp. Những đệ tử kiếm tông phản bội kia thân thể run rẩy lợi hại hơn, có vài người nghĩ đến cá chết lưới rách, nhưng đáng tiếc, bọn họ không đó dũng khí. Tô Thanh Thi nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó liếc nhìn những đệ tử kiếm tông quỳ trên mặt đất, trong mắt vẫn có vẻ do dự. Những người này đã từng là đệ tử kiếm tông, trong đó có một chút còn là trưởng bối của nàng, muốn nàng hạ sát thủ, nàng thật sự có chút không đành lòng. Nếu như trước kia những người này phản loạn thành công, mà người đưa cho Bách Hoa Cung cùng Nguyên Thiên, khi đó phu quân sẽ như thế nào? Lúc này, Hiểu Vũ Tịch ở một bên đột nhiên nói. Nghe vậy, trong lòng Tô Thanh Thi run lên.
trong mắt không còn do dự. Dương Diệp, ngươi không cho bọn ta sống, bọn ta cũng không cần để ngươi yên ổn. Lúc này, Hàn Dũ dữ tợn gầm thét một tiếng, vọt về phía đám người Dương Diệp và Tô Thanh Thi, bụng dưới đột nhiên bành trướng, không được bao lâu đã giống như hoài thai 10 tháng, vô số năng lượng từ trong cơ thể không ngừng kích động ra. Tự bảo, sau lưng Hàn Dũ, hơn 10 tôn giả cảnh do dự một chút, sau đó cũng học Hàn Dũ lao về phía đám người Dương Diệp. Bởi vì theo bọn họ, đã không có đường sống, vậy trước khi chết lôi kéo đám người Dương Diệp đi cùng. Nhìn thấy hơn 10 tôn giả cảnh muốn tự bạo, sắc mặt đám người Tô Thanh thì biến đổi. Nhưng đúng lúc này, một cỗ lực lượng vô hình bao phủ mọi người. Kiếm vực. Đám người Hàn Dũ phảng phất như nhìn thấy quỷ, khó có thể tin nhìn Dương Diệp. Sau một khắc, oanh. Một tiếng vang thật lớn, thân thể của hơn 10 tôn giả cảnh nổ tung, một cổ năng lượng cực kỳ kinh khủng như bão táp xuất hiện ở trong mắt mọi người. Nhưng cổ năng lượng kia còn không có khuếch tán ra đã bị một cổ lực lượng vô hình chấn ở tại chỗ, sau đó ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, phong bạo không ngừng bị áp xúc, cho đến sau cùng hóa thành một luồng tinh quang tiêu tán ở trong không khí. Mọi người kinh hãi. Cho dù là Tô Thanh thì cũng không thể tin nhìn Dương Diệp. Dương Diệp đã lĩnh ngộ kiếm vực trong truyền thuyết mà chỉ kiếm tông tổ sư mới lĩnh ngộ. Phù phù. Lúc này, những đệ tử lúc trước phản bội kiếm tông toàn bộ quỳ xuống, nhìn Tô Thanh Thi không ngừng cầu xin tha thứ. Cho tới bây giờ, bọn họ mới phát hiện, đối mặt Dương Diệp, bọn họ không có chút năng lực phản kháng nào. Điều kiện tiên quyết để cá chết lưới rách là có thể thương tổn được đối phương, thế nhưng hiện tại, tự bạo chính là tương đương với tự sát cho người khác xem. Tô Thanh Thi lắc đầu nói. Mọi người phế bỏ đan điền, trục xuất kiếm tông, sinh tử do trời. Những người trước mắt này, tuy tội ác tài trời, thế nhưng dù sao cũng từng có công với kiếm tông, nếu như hạ lệnh tru diệt, ít nhiều sẽ làm các đệ tử kiếm tông khác trái tim băng giá. Dương Diệp không có phản bác, chỉ gật đầu. Những đệ tử kiếm tông kia sắc mặt nhất thời xám như cho tàn. Chấm chấm chấm. Trong Thái Thanh Điện, Tô Thanh Thi ngồi ngay ngắn ở chủ vị, ở bên cạnh nàng là Dương Diệp, mà ở phía dưới là đệ tử kiếm tông còn sót lại, nhân số vẫn chưa tới 1.000. 1.000 này, là các đệ tử tuyệt đối trung thành với kiếm tông. Trong đại điện một mảnh trầm mặc, trên mặt tất cả đệ tử kiếm tông đều mang theo u ám. Tuy hôm nay kiếm tông giải trừ nguy cơ, thế nhưng tất cả mọi người rõ ràng, đây chỉ là tạm thời. Hôm nay kiếm tông chỉ còn lại chút người này, nếu đám người nguyên môn quy mô đến đây, kiếm tông lấy cái gì ngăn chặn? Dựa vào Dương Diệp sao? Hắn có thể lấy lực một người ngăn chặn tứ đại tông môn sao? Tuy Dương Diệp rất mạnh, thế nhưng không ai cho là hắn có thể lấy lực một người chống lại đám người nguyên môn. Đúng lúc này, một nhân ảnh xuất hiện ở trong đại điện. Thấy rõ người tới, mọi người thở ra một hơi, bởi vì người tới chính là cường giả hoàng giả cảnh duy nhất của kiếm tông, Tô Mạc Già. 2 ngày trước, Tô Mạc Già bị một cường giả hoàng giả cảnh của nguyên môn ước chiến, đối phương hứa hẹn, chỉ cần hắn ứng chiến, tứ đại tông môn sẽ không xuất động cường giả hoàng giả cảnh. Tô Mạc Già căn bản không có tuyển chọn, chỉ có thể đi ứng chiến. Khi đó, tất cả đệ tử kiếm tông đều rất rõ ràng, lần này Tô Mạc Già đi, chỉ sợ cũng không về được. Mà bây giờ, hắn cư nhiên sống trở về, cái này không thể nghi ngờ cho chúng đệ tử kiếm tông một liều thuốc trợ tim. Sắc mặt của Tô Thanh Thi cũng vui vẻ nói. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Tô Mạc Già lắc đầu nói. Nhờ có Thủy Hoàng xuất thủ, không thì ta thực sự sẽ không về được. Nói xong, Tô Mạc Già nhìn về phía Dương Diệp, sau đó gật đầu nói. Đã trở về. Tuy trước kia đối phương là kiếm tông tông chủ, nhưng là phụ thân của Tô Thanh Thi, Dương Diệp không muốn Tô Thanh Thi buồn phiền, lập tức gật đầu nói. Tô tiền bối bình an là tốt rồi. Tô Mạc Già gật đầu nói. Các người tiếp tục thương nghị, Thanh Thi quyết định chính là quyết định của ta. Nói xong, Tô Mạc Già tiêu thất ở trong đại điện. Dương Diệp nhíu mày. Bởi vì hắn cảm giác được, tựa hồ Tô Mạc Già bị thương. Tô Thanh Thi cũng nhận ra chút gì, sắc mặt vui mừng dần dần rút đi. Lúc này, một trưởng lão kiếm tông đứng dậy, nhìn Tô Thanh Thi ôm quyền nói. Tông chủ, hôm nay đệ tử kiếm tông ta 10 không còn một, đại trận hộ tông cũng bị hủy, hôm nay kiếm tông ta có thể nói đã đối mặt tuyệt cảnh, thuộc hạ cả gan hỏi tông chủ, hôm nay kiếm tông ta nên đi nơi nào. Đương nhiên, mặc kệ tông chủ lựa chọn như thế nào,
lão phu cũng nguyện ý cùng kiếm tông đồng sinh cộng tử. Nhìn trong đại điện không tới 1.000 đệ tử kiếm tông, trong lòng Tô Thanh Thi nổi lên vẻ bi thương, không nghĩ tới kiếm tông ở trên tay nàng, dĩ nhiên xuống dốc đến tận đây. Kiếm tông hôm nay, sợ rằng ngay cả một ít thế gia cũng không bằng. Kiếm tông chỉ còn lại có 1.000 người, có thể làm cái gì? Đừng nói tiếp tục phản kháng đám người nguyên môn, có thể hoàn chỉnh truyền thừa kiếm tông xuống hay không cũng là một vấn đề. Giờ khắc này, trong lòng Tô Thanh Thi dâng lên cảm giác vô lực. Lúc này, Tô Thanh Thi cảm giác tay của mình bị cầm, nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Dương Diệp nhìn nàng mỉm cười. Trong lòng Tô Thanh Thi ấm áp, sau đó nói. Từ giờ trở đi, Dương Diệp chính là chấp kiếm trưởng lão của kiếm tông ta, mệnh lệnh của hắn, chính là mệnh lệnh của ta, phàm là đệ tử kiếm tông ta phải tuân thủ, không thì hủy đan điền, lập tức trục xuất kiếm tông. Chúng đệ tử kiếm tông hầu như không có bất kỳ do dự nào, nhìn Dương Diệp thi lễ nói. Ra mắt chấp kiếm trưởng lão. Dương Diệp không có cự tuyệt, gật đầu, hắn vốn không muốn làm chấp kiếm trưởng lão gì, thế nhưng hắn không muốn Tô Thanh Thi gánh tất cả áp lực. Ta biết lúc này chư vị đối với tương lai của kiếm tông có chút mê man, nhưng xin chư vị yên tâm, mặc dù lúc này kiếm tông đối mặt tuyệt cảnh, thế nhưng còn xa xa không tới thời điểm diệt vong. Hơn nữa, cá nhân ta nghĩ, kiếm tông trải qua khó khăn lần này, đối với kiếm tông mà nói, cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Trưởng lão lúc trước đặt câu hỏi kia nhìn Dương Diệp thi lễ nói. Xin chấp kiếm trưởng lão công khai. Dương Diệp nói. Dĩ vãng kiếm tông là cái dạng gì, mọi người rất rõ ràng, có chút đệ tử kiếm tông sớm đã mất đi phong mang, đối mặt tông môn còn lại, bọn họ thậm chí ngay cả dũng khí rút kiếm cũng không có. Giống như trước kia, làm đệ tử kiếm tông, bọn họ dĩ nhiên tuyển chọn đầu hàng, ha ha, chư vị, các ngươi nghĩ, nếu như kiếm tông không có trải qua khó khăn này, để loại người như vậy tiếp tục ở lại kiếm tông, sau đó ở tương lai trở thành cao tầng của kiếm tông, các ngươi nói ngày sau kiếm tông sẽ như thế nào? Kiếm tông sẽ càng ngày càng xuống dốc. Người trưởng lão kia khổ sở cười. Dương Diệp gật đầu nói. Kiếm tông trải qua khó khăn này, có thể nói là sóng lớn đãi cát, các vị có thể đứng ở chỗ này, chứng minh chư vị bất kể là thực lực hay trung tâm với kiếm tông đều không có chút nghi ngờ. Ta tin tưởng, lấy chư vị làm khung xương. Chỉ cần có thời gian nhất định, ngày sau kiếm tông nhất định có thể rực rỡ hẳn lên. Xin hỏi chấp kiếm trưởng lão, ta đã được tin tức, đệ tử của tứ đại tông. Môn đang tụ tới kiếm tông ta, lấy thực lực của kiếm tông ta hôm nay, làm sao ngăn chặn bọn họ? Người trưởng lão kia hỏi. Dương Diệp cười nói. Yên tâm, chúng ta cũng có viện quân, hơn nữa rất nhanh sẽ tới. Hiện tại. Lưu 500 đệ tử an táng đồng môn kiếm tông và Úc trước vì kiếm tông hy sinh, còn lại 500 người cấu thành một chi quân đội tuần tra, dò xét các ngọn núi của kiếm tông, nếu có đệ tử kiếm tông dám đục nước béo cỏ, chém giết tại chỗ. Tuân lệnh chấp kiếm trưởng lão. Mọi người thối lui. Đúng lúc này, Tiểu Giao đột nhiên chạy vào trong đại điện, lo lắng nói. Ca, Vũ Tịch tẩu tử đi rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 45.